Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 79. Đứa trẻ nhân sâm này còn quý hơn ngựa linh chi và người linh chi nhiều. Ngô Bình từng có được rất nhiều loại nhân sâm, nhưng đứa trẻ nhân sâm như vậy thì chưa từng được thấy. Đứa trẻ chớp mắt nhìn anh, hỏi tôi là Dược Đồng Mục Vũ, anh muốn có được truyền thừa của gia chủ nhà tôi sao? Ngô Bình chắp tay đáp, tại hạ Ngô Bình hân hạnh được gặp Dược Đồng Mục Vũ. Đứa trẻ gật đầu đáp, được, vậy đi theo tôi. Nói rồi, đứa trẻ nhảy chân sáo đi đằng trước, nhưng tốc độ cực nhanh còn Ngô Bình vội vã theo sát đằng sau. Đi được một đoạn thì đằng trước mặt họ là một đại điện được tạc bằng đá. Cửa điện đang mở, khi vào trong điện, Ngô Bình phát hiện ra ba lò luyện đan, tất cả đều là lò luyện thần chất lượng rất tốt. Cửa lò đều đóng kín, có nghĩa bên trong đang luyện thứ gì đó. Mục Vũ nói, ba lò luyện này bên trong đang luyện đan nhưng chưa luyện xong. Truyền thừa của gia chủ tôi đều nằm trong ba lô đan đang luyện này. Còn học được bao nhiêu thì phải xem tư chất của cậu. Ngô Bình hỏi, xin hỏi quý gia chủ là vị nào vậy? Mục Vũ đáp, gia chủ nhà tôi là Dược Tổ, việc ông ấy giỏi nhất thực ra là trồng và nuôi dưỡng dược liệu. Trong động tiên này có không ít bảo dược và thần dược quý giá, còn có một ít đan dược mà Dược Tổ luyện thành. Nếu cậu có thể nhận được truyền thừa của chủ nhân thì có thể sở hữu cái động tiên này. Ngô Bình kinh ngạc, thì ra là Dược Tổ, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu. Nhưng không biết Dược Tổ giờ đang ở đâu. Mục Phú thở dài đáp, chủ nhân bị Đại Thiên Tôn của tiên giới trấn áp, muốn ông ấy ở đó phục vụ cho tiên đình nhưng chủ nhân tôi cao ngạo như vậy, làm gì có chuyện ông ấy đồng ý. Ngô Bình, nói vậy, Dược Tổ vẫn đang bị nhốt ở tiên đình. Mục Phú gật đầu đáp, đúng vậy, đã rất nhiều năm rồi. Có điều hình như gia chủ của tôi sớm đã có linh cảm nên mấy trăm năm trước đã tạo nên cái động tiên này, còn nói phải đào tạo truyền nhân. Ngô Bình tò mò hỏi, động tiên này bí mật như vậy, có lẽ cũng không nhiều người tới nhỉ. Mục Phú đáp, gia chủ nhà tôi đã dùng pháp chỉ để những người có tư chất tốt ở gần đây đều tới được đây. Cậu có thể tới đây cũng là do pháp chỉ của chủ nhân. Ngô Bình như thể ngẫm nghĩ gì đó, anh hỏi, tôi thấy hình như còn hai cánh cửa nữa, cửa đó là gì vậy? Mục Phú, gia chủ của tôi có hai người bạn già, họ là Vu Tổ và Huyết Tổ. Ngô Bình trợn mắt kinh ngạc, Vu Tổ và Huyết Tổ. Mục Phú, đúng đó, Vu Tổ hiểu rõ muốn thành công trên con đường vu đạo thì không thể không dùng tới đan dược bổ trợ. Huyết Tổ cũng tương tự, cho nên họ đã hợp nhất truyền thừa của mình với truyền thừa của Dược Tổ. Nếu cậu có được truyền thừa của Dược Tổ thì cũng sẽ có được truyền thừa của Vu Tổ và Huyết Tổ. Ngô Bình gật đầu, sau đó bước tới bên cạnh một lò luyện. Đầu tiên anh mở mắt thấu thị quan sát một lát thì phát hiện ra loại đan dược trong lò đang ở giai đoạn đầu của đan biến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đan biến là giai đoạn quan trọng nhất trong luyện đan, cần phải kết hợp các thành phần có công hiệu của dược liệu theo một trình tự phù hợp thì mới đạt được kết quả mong muốn. Mục Phú cười hỏi, thế nào? Có phải là cực kỳ khó không? Muốn bỏ cuộc hả? Nếu giờ cậu muốn bỏ cuộc thì tôi có thể tặng cậu một ít dược liệu quý rồi tiễn cậu đi khỏi đây. Ngô Bình không đáp lời, bởi anh đang bận tính toán các khả năng đan biến. Việc này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về dược tính cũng như về đan đạo. Thế nhưng, dược tính thiên biến vạn hóa nếu chỉ dựa vào việc tính toán trên lý thuyết thì rất khó tìm ra tổ hợp hiệu quả nhất. Thêm một lúc lâu, anh mỉm cười nói, tôi biết Dược Tổ muốn dạy tôi điều gì rồi. Mục Phú ngạc nhiên hỏi, ồ, chủ nhân muốn dạy cậu điều gì vậy? Ngô Bình, quá trình đan biến thực ra là một trạng thái hỗn hợp, muốn cưỡng ép kiểm soát nó gần như là việc không thể thực hiện được. Cho dù là khi tôi luyện đan cũng chỉ có thể về cơ bản kiểm soát được đan biến. Nhưng cách làm của tôi thực ra lại không tối ưu. Mục Phú, sau đó thì sao? Cậu học được điều gì? Ngô Bình, đan biến không cần phải kiểm soát. Chỉ cần dựa vào đặc điểm của loại đan dược cần luyện để tạo ra môi trường luyện đan tương ứng là được rồi. Lò đan này có lẽ dùng để luyện hình. Nói rồi, anh bắt đầu giải phóng thần niệm, tạo nên một loại trường lực phức tạp. Trường lực này được anh tạo ra từ kinh nghiệm luyện đan của mình. Từ trường này như thể một quy luật, trật tự, khi lò đan nằm trong trường lực này thì quá trình đan biến từ trạng thái hỗn độn chuyển sang có trật tự. Anh không cần phải kiểm soát từng chi tiết một nhưng những phản ứng đan biến mà anh mong muốn vẫn xảy ra, sau cùng đạt được hiệu quả mà anh mong muốn. Trước đó, anh tìm mọi cách để can thiệp vào quá trình đan biến để có được kết quả mà anh mong muốn. Còn hiện giờ,
anh chỉ cần tạo ra môi trường thuận lợi để tạo ra kết quả mà anh mong muốn, sau đó để dược lực của quá trình đan biến tự chuyển hóa. Còn quá trình chuyển hóa đó có phức tạp ra sao cũng không liên quan đến anh. Sau khi tạo từ trường, anh vỗ một cái lên lò luyện, lửa trong lò cháy lên, lò luyện bị phong ấn giờ tiếp tục đỏ lửa. 10 loại dược lực biến đổi vô cùng kỳ diệu dưới tác dụng của trường lực. Quá trình luyện đan phía sau diễn ra thuận lợi. Hơn 10 phút sau cửa lò mở ra, 6 viên đan bay ra. Toàn bộ đều là đan đế phẩm. Loại đan này khá khó luyện mà Ngô Bình luyện ra được đế phẩm ngay từ lần đầu tiên. Điều đó khiến anh vừa vui mừng vừa phấn khích. Mục Phú, là âm dương luyện hình đan đế phẩm, rất tốt. Ngô Bình, vậy tôi đã qua được ải này chưa? Mục Phú đáp, chủ nhân nói chỉ cần là vương phẩm thì đã coi như lĩnh hội được truyền thừa rồi. Đan của cậu là đan đế phẩm nên đương nhiên được thông qua. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát rồi quan sát tiếp lò luyện đan thứ hai. Đan dược trong lò này đã trải qua quá trình đan biến. Hiệu quả của quá trình đan biến này còn tốt hơn anh làm rất nhiều, không hổ là tác phẩm của Dược Vương. Đan dược lúc này đang ở trước giai đoạn linh động chính là giai đoạn tiếp theo. Linh động là giai đoạn mà chỉ có một số đan dược cao cấp mới có. Một khi bước vào giai đoạn này thì đan dược đã thành tinh, có tính cách riêng của mình. Nhưng bước này rất khó, còn khó hơn đan biến hàng chục lần. Ngô Bình thở dài, tôi chưa từng thử bước linh động này vì nó quá khó. Mục Phú đáp, chưa tiếp xúc cũng đúng thôi, đan dược sau linh động ít nhất cũng ở cấp truyền kỳ. Ngô Bình nói, để đan dược linh động cũng tương đương với việc tạo ra sinh mệnh, đây là năng lực của đấng sáng tạo. Mục Phú bảo, trí tuệ và kinh nghiệm của chủ nhân tôi đều ở trong lò đan dược này, có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem vận may của cậu. Ngô Bình ngồi xuống, dựa vào lò đan suy nghĩ gì đó. Một lát sau, anh hỏi Mục Vũ, trước đây làm sao cậu có ý thức được vậy? Mục Vũ bĩu môi, từ bé tôi đã có ý thức, lạ lắm à? Ngô Bình vừa cười vừa gật đầu, ừ đúng, thật ra thực vật cũng có ý thức. Dứt lời, anh ngẩn ra, phải rồi, thực vật có ý thức, thế chẳng phải dược liệu cũng có ý thức đấy ư? Thế là anh hỏi tiếp, Mục Vũ, cậu thấy tư tưởng và ý thức của mình có gì thay đổi trước và sau khi trở thành cậu bé nhân sâm không? Mục Phú đáp, có chứ. Trước đây tôi nhìn thế giới bằng góc độ của thực vật, bây giờ thì dùng góc độ của con người để nhìn thế giới. Hai cảm giác này khác hẳn nhau. Ngô Bình hỏi, là điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi này vậy? Mục Phú ngẫm nghĩ, hình như là, sấm sét. Tôi nhớ lúc đó tôi sống rất khổ, môi trường sống của tôi thay đổi, nếu không có gì bất ngờ thì tôi sẽ chết vài năm sau. Nhưng đêm ấy, bầu trời nổ sấm, mưa to gió lớn. Không biết tại sao ý thức của tôi lại thay đổi trong tiếng sấm ấy. Kể từ đó, suy nghĩ của tôi gia tăng qua từng ngày. Khoảng 3 năm sau, tôi đã sở hữu ý thức trưởng thành và hoàn chỉnh. Sau đó tôi biến thành hình dáng bây giờ. Ngô Bình đứng lên, cười nói, sấm sét là năng lượng sản sinh sự sống đầu tiên. Quả nhiên nó có tác dụng thần kỳ. Ngay lập tức, sấm sét đã trải đầy hai tay anh. Ngô Bình trưởng vào, một tiếng rầm cực lớn vang lên trong lò đan. Lôi kinh mà anh tu luyện trước đó, giờ đã có chỗ dùng. Thế là anh không ngừng giải phóng sức mạnh sấm sét, chấn động dược tính ấy. Ngay tức thì, lò đan giải trừ phong ấn, tiếp tục luyện đan, luồng khí được hình thành từ sự bao bọc của các loại dược tính bị sấm nổ tan ra rồi tụ lại, sau đó lại bị nổ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dược lực này dần dần có được một chút ký ức nguyên sơ, tốc độ tụ lại của chúng ngày càng nhanh. Đánh phá cả chục lần. Dược lực trở nên vô cùng linh động, như thể đã có được ý thức đơn giản và cơ bản nhất của mình. Cuối cùng, Ngô Bình vỗ vào lò đan, mở. Một luồng sáng vút ra rồi bay qua bay lại giữa hai tay Ngô Bình, cuối cùng bị anh đè xuống, trong bàn tay anh liền xuất hiện một viên đan dược. Trong viên đan dược này như rồng và hổ đang vần nhau, lơ lửng trên không trung, phát ra tiếng rồng kêu hổ gầm. Đôi mắt sáng rực, Mục Phú kêu lên, đan dược truyền kỳ. Long hổ thần đan. Ngô Bình từng lấy được một viên long hổ thần đan ở long hổ tiên cảnh. Nhưng viên đó là đế phẩm, không đạt đến cảnh giới truyền kỳ. Song hôm nay anh đã luyện được long hổ thần đan cấp truyền kỳ. Ngô Bình thở ra một hơi, cất thần đan vào, chắc là tôi qua ải rồi nhỉ. Mục Phú gật đầu, qua, cậu có thể tiếp tục nghiên cứu lò đan dược thứ ba. Ngô Bình không vội,
đoạn hỏi, tôi có thể lấy một ít dược liệu ở đây, luyện vài lò đan dược để thử tay nghề không? Mục Phú đáp, dĩ nhiên là được, cậu cần gì cứ hái đi. Ngô Bình nói câu cảm ơn rồi đi tìm dược liệu ở động thiên. Anh mất hơn một ngày để hái hơn 1000 cây thuốc. Về đến thạch điện, anh bằng đầu dùng lò đan thứ nhất để luyện chế âm dương luyện hình đan trước đó. Nắm được ý nghĩa của linh động, lần này, cuối cùng anh cũng luyện được âm dương luyện hình đan cấp truyền kỳ. Lò này có 2 viên đan thành phẩm, anh uống một viên đã cảm nhận được sức mạnh âm dương vô cùng kỳ diệu đang tôi luyện cơ thể. Ngô Bình cảm nhận dược lực thật tỉ mỉ, sau đó ngồi yên suy nghĩ. Rồi anh luyện chế lò đan dược thứ 2, thứ 3. Đan dược luyện thành càng ngày càng hoàn hảo, mà về cơ bản, anh đã nắm vững kỹ thuật để đan dược linh động. Sau đó anh bắt đầu luyện chế tam tai đan, gồm tức phong đan, hóa lôi đan, tịnh hỏa đan. Không ngoài dự liệu, tam tai đan mà anh luyện chế ra đều là cấp truyền kỳ, tuy còn hơi non nớt nhưng đúng là đã đạt cấp bậc ấy. Đến lúc này, anh mới đi tiếp xúc lò đan thứ 3. Đan dược trong lò đan này đã gần luyện thành và sắp ra lò. Thấy vậy, Ngô Bình đã biết điểm mấu chốt của lò đan này nằm ở việc thu đan. Thu đan cũng là một quá trình tỉ mỉ và phức tạp, chia thành 5 giai đoạn nhỏ, giai đoạn nào làm không tốt cũng ảnh hưởng hiệu quả của đan dược. Cách thu đan trước đó của Ngô Bình chỉ có thể nói là không tệ, thật ra anh hiểu biết về 5 giai đoạn này khá sơ sài. Lúc này, Mục Vũ lấy một thẻ ngọc ra, cười nói, chủ nhân tôi bảo, nếu có người vượt qua 2 ải đầu thì tôi hãy đưa vật này cho người đó. Ngô Bình trợn mắt, sao cậu không đưa cho tôi sớm? Mục Vũ đáp, tôi quên mất, giờ mới nhớ. Ngô Bình không biết nói gì. Anh cầm thẻ ngọc, tiếp nhận thông tin bên trong. Đây là thứ mà dược tổ để lại, nội dung là giới thiệu chi tiết về 5 giai đoạn thu đan, là kinh nghiệm phong phú và kỹ thuật huyền diệu của dược tổ. Ngô Bình ghi nhớ những điều này, đoạn cảm thán, trình độ luyện đan của dược tổ mà xét ở tiên giới thì chắc chắn là thầy luyện đan mạnh nhất. Có được truyền thừa của dược tổ, Ngô Bình tự tin hơn. Anh quan sát một lúc rồi mở phong ấn, lò đan tiếp tục vận hành. Hai tay anh lập tức thực hiện 49 loại đan quyết, lúc thì vỗ, lúc thì gõ nhẹ, thần niệm cùng lúc chấn động. Quá trình này là cơ hội cuối cùng để anh sửa chữa điểm thiếu sót của đan dược, đồng thời có thể tăng cường linh tính của đan dược, giúp đan dược có cơ hội biến đổi lần nữa. Đây là lần đầu thao tác, nên thuốc cho ra từ lò đan đầu tiên vẫn chỉ là cấp truyền kỳ. Nhưng nếu Ngô Bình đủ thành thạo, đan dược này vẫn có thể hoàn hảo hơn. Mục Vũ rất hài lòng, cậu lại vượt qua rồi. Yêu cầu của chủ nhân đối với lò đan này là, chỉ cần luyện thành xem như qua ải. Cậu không chỉ luyện thành mà còn cho ra đan dược truyền kỳ, rất xuất sắc. Ngô Bình nhìn viên đan dược to bằng quả nhãn trong tay rồi bảo, đây là thất tinh thần đan. Uống nó vào sẽ có được thất tinh bảo thể. Mục Vũ bảo, bây giờ cậu đã là truyền nhân của dược tổ. Động dược tổ này thuộc về cậu. Dứt lời, Ngô Bình bị đẩy ra khỏi động thiên, trở ra bên ngoài cổng lớn. Không lâu sau, Mục Vũ lấy ra một ngọc bài, đứng trước mặt Ngô Bình. Mục Vũ nói với Ngô Bình, kính chào chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, Mục Vũ, về động thiên trước đi. Mục Vũ gật đầu rồi vào động thiên trong ngọc bài. Ngô Bình cất ngọc bài, đi đến cánh cổng thứ 2. Đến trước cổng thứ 2, Ngô Bình phát hiện bên trên có một chỗ lõm, kích cỡ tương đương với ngọc bài. Thế là anh lắp miếng ngọc bài vào chỗ đó, cổng lập tức mở ra. Anh bước vào trong, phát hiện đây cũng là một động thiên, bên trong nồng nặc huyết khí. Anh vừa tiến vào, trong đầu đã vang lên một giọng nói tựa tiếng chuông, cậu nhóc, cậu đã tu luyện thiên huyết kinh của ta. Ngô Bình hỏi, cho hỏi ai thế? Đối phương đáp, ta được một giọt máu của huyết tổ biến thành, cậu có thể xem ta là hóa thân huyết tổ. Ngô Bình vội vã vái chào, vãn bối Lý Huyền Bình, kính chào huyết tổ. Một người đàn ông với hình tượng trung niên mặc áo choàng đứng trước mặt anh, cười bảo, không ngờ cậu đã tu luyện thiên huyết kinh đến cảnh giới vương huyết. Tốt lắm, rất giỏi. Ngô Bình hỏi, vì sao tiền bối lại chiêu mộ đệ tử ở đây ạ? Huyết tổ đáp, ta và dược tổ, phu tổ là bạn chí cốt. Trước đây bọn ta từng thảo luận với nhau, sau đó quyết định sẽ cùng nhận đệ tử ở đây, truyền tài nguyên và truyền thừa của cả ba cho người đó. Ngô Bình hỏi, ba vị tiền bối làm thế, chắc chắn phải có nguyên nhân nhỉ? Huyết tổ đáp, đúng thế. Ba người chúng ta đều có dự cảm rằng dã tâm của tiên đình rất lớn, nhất định sẽ ra tay với chúng ta.
Chúng ta bồi dưỡng cậu vì hy vọng trong tương lai cậu có thể đánh bại Tiên Đình, giúp chúng ta trở mình. Ngô Bình cười khổ, một mình chống lại Tiên Đình ư. E là rất khó làm được. Huyết Tổ nói, chỉ cần cậu giết được Đại Thiên Tôn, Tiên Đình sẽ tự khắc tan rã. Dứt lời, ông ấy xua tay, đó là chuyện của sau này. Sở dĩ ba chúng ta trở thành bạn chí cốt chính vì phát hiện Vu, Huyết, Dược khi phối hợp lại, sẽ có cơ hội giúp con người khôi phục năng lực của thủy tổ loài người. Ngô Bình cả kinh, thủy tổ loài người là lúc nữ oa tạo ra con người, nhóm tổ tiên loài người đầu tiên được sinh ra chỉ có vài nghìn người thôi. Thủy tổ của loài người sở hữu năng lực vô song, có thể lên 9 tầng mây giết thần, xuống 9 tầng địa ngục bắt ma. Bọn họ tung hoành một thời gian, đời sau của họ gọi là Thái Cổ Chân Nhân. Không ngờ lại khôi phục được cả năng lực của thủy tổ loài người. Huyết Tổ bảo, đúng thế. Nếu cậu có thể được như thủy tổ loài người, Đại Thiên Tôn sẽ không còn là đối thủ của cậu, cả tiên giới này cũng phải thần phục cậu. Ngô Bình hỏi, nhưng việc này chắc hẳn rất khó. Huyết Tổ nói, đừng vội. Hãy tu luyện Thiên Huyết Kinh trước, khi nào tu luyện đạt đỉnh mới có tư cách bàn luận đến thứ khác. Ngô Bình hỏi tiếp, vâng, không biết ở đây, Huyết Tổ có thể đưa cho vãn bối thứ gì? Huyết Tổ bảo, cậu nên gọi ta là Sư Tôn rồi. Ngô Bình đáp, vâng, Sư Tôn. Lúc này Huyết Tổ mới hài lòng gật đầu, thật ra điểm khó nhất của việc tu luyện Thiên Huyết Kinh là phải tìm được nhân huyết có chất lượng. Chỉ khi tìm được nhân huyết đủ mạnh, con mới hấp thu được trí tuệ và văn minh của loài người. Những thứ này có thể giúp con ngược dòng trở về dáng hình nguyên sơ nhất của loài người. Ngô Bình trầm ngâm, Sư Tôn nói rất có lý, con cũng từng có suy nghĩ tương tự. Huyết Tổ cười đáp, vậy nên con mới trở thành đệ tử của ba người bọn ta. Trong động thiên này của ta có máu của 1 đến 7 đời Thái Cổ Chân Nhân, thậm chí còn có 3 giọt máu của thủy tổ loài người. Ngô Bình sững sờ, máu của thủy tổ loài người ấy ạ. Huyết Tổ nói, bây giờ con đã đạt vương huyết, chắc là có thể hấp thụ máu tươi của 7 đời chân nhân rồi. Ngô Bình hỏi, 7 đời Thái Cổ Chân Nhân nghĩa là gì ạ? Huyết Tổ đáp, con cái do thủy tổ loài người sinh ra chính là chân nhân đời đầu tiên, cháu trai cháu gái của thủy tổ là Thái Cổ Chân Nhân đời thứ hai. Cứ thế, qua mỗi đời, huyết mạch sẽ loãng đi 50%. Ngô Bình hỏi, nói vậy, huyết mạch của 7 đời Thái Cổ Chân Nhân chỉ có 1/128 của thủy tổ loài người. Huyết Tổ bảo, đúng thế, thậm chí ít hơn. Vậy nên con phải bắt đầu tu luyện từ máu của 7 đời Thái Cổ Chân Nhân. Dĩ nhiên, trừ máu ra, ta còn có thứ khác muốn cho con. Chúng sẽ giúp con nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Thiên Huyết Kinh. Ngô Bình nói, con đã đạt đến cảnh giới đế ở giai đoạn nhân tiên, theo lý thuyết thì có thể đạt đến cảnh giới hoàng huyết. Huyết Tổ gật đầu, con ở cấp bậc nhân hoàng, sẽ không khó đạt hoàng huyết. Đi theo Sư Tôn. Ngô Bình đi theo Huyết Tổ đến một cái hồ máu cực lớn. Máu trong hồ này tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Huyết Tổ nói, đây là hồ hoàng huyết, được tạo thành từ máu của các hoàng đế qua các thời đại, cộng với sự hỗ trợ của lời chú và đại trận, cùng các loại linh dược khác. Lúc xây dựng hồ này, Dược Tổ và Vu Tổ đã giúp đỡ ta rất nhiều. Con cứ ở đây tu luyện, sẽ dễ dàng đạt được hoàng huyết. Còn về việc có đạt đến thánh huyết hay không thì phải xem vận may của con rồi. Ngô Bình nhìn hồ rồi hỏi, Sư Tôn đã đạt đến cảnh giới Thiên Huyết sao ạ? Huyết Tổ đáp, Thiên Huyết Kinh này do ta tự sáng tạo, ta đã từng thực hiện cảnh giới Tổ Huyết. Nhưng cảnh giới Thiên Huyết ở mức cao nhất cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Ngô Bình cởi đồ ra rồi ngâm mình trong hồ máu, từng luồng năng lượng không ngừng thấm vào cơ thể qua lỗ chân lông. Anh lập tức khoanh chân ngồi xuống, tu luyện Thiên Huyết Kinh. Có sự hỗ trợ của hồ máu, Ngô Bình tiến triển rất nhanh. Khoảng 3 ngày sau, máu trong cơ anh đột nhiên chấn động, quanh người tỏa ra khí tức hoàng đạo vô cùng mạnh mẽ. Hoàng huyết và vương huyết khác nhau ở chỗ, hoàng huyết không chỉ tiến vào cơ thể người khác mà còn nhỏ máu tái sinh. Một khi hoàng huyết tiến vào cơ thể người khác, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của người đó, biến thành huyết bộc. Thực lực của anh càng mạnh sẽ càng kiểm soát được nhiều huyết bộc. Ngoài ra, hoàng huyết còn có thể cải thiện tư chất của người khác. Chỉ cần một giọt máu là đủ để giúp người đó sở hữu thể chất phi thường. Sau khi có được hoàng huyết, cơ thể Ngô Bình cũng thay ra đổi thịt, thể lực được tăng cường đáng kể. Lúc này anh có cảm giác rất đói khát. Thế là anh uống viên long hổ thần đan đế phẩm kia vào bụng. Sức mạnh của một rồng một hổ đã nhanh chóng ngập tràn cơ thể anh. Song chẳng mấy chốc,
luồng sức mạnh ấy đã bị hoàng huyết hút sạch. Bây giờ máu đã biến thành màu xanh nhạt, máu ở bên trong đã không còn thấy đâu nữa. Huyết tổ vẫn luôn đứng đó canh chừng, ông ấy cười bảo, tốt lắm, bây giờ con đã đạt đến hoàng huyết, ngày xưa ta đã sáng tạo ra rất nhiều pháp thuật thần thông có uy lực cực lớn, bây giờ sẽ chọn ra vài cái hữu ích để dạy con. Ngô Bình nói, sư tôn, bây giờ con có chút việc cần xử lý. Về pháp thuật thần thông của sư tôn, khi nào có thời gian, con sẽ đến luyện tập. Huyết tổ đáp, được, con cứ mang động thiên này ở bên mình, lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Lời vừa dứt, quả nhiên Ngô Bình đã trở ra ngoài cổng, trong tay có thêm hai miếng ngọc bài. Lúc này, giọng huyết tổ vang lên trong đầu anh, miếng ngọc còn lại là vu đạo động thiên. Khi rảnh, con hãy đến đó tu luyện tâm pháp vu đạo. Ngô Bình gật đầu, vâng. Ra đến cửa động, anh thấy Lưu Hải Vương vẫn đang đứng đấy, bèn bảo ông có thể đi rồi. Lưu Hải Vương ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, cậu Ngô à, có phải cậu đã lấy được truyền thừa không? Ngô Bình lạnh lùng bảo, liên quan gì đến ông? Lưu Hải Vương vội đáp, không dám, tôi chỉ tò mò thôi. Ngô Bình mặc kệ ông ta, bay ra khỏi sơn động, trở về Vịnh Bạch Long. Anh còn phải đi tham gia đại hội tiên truyền cùng Tử Phi. Đại hội tiên truyền là ngày hội chiêu mộ đệ tử của Thiên Đạo Môn. Lần này anh sẽ tham gia với thân phận Trương Tiểu Bình, dù sao thì trở thành đệ tử của Thiên Đạo Môn cũng là một trong những điều mà Thiên Địa Kiếm Tông kỳ vọng ở anh. Anh vừa gặp Tử Phi, cô ấy liền cười bảo, em còn tưởng anh không về chứ. Ngày mai là đại hội tiên truyền rồi, anh có đi không? Ngô Bình đáp, phải đi chứ. Tử Phi nói, lần này có rất nhiều thiên kiêu tiên giới xuất hiện, anh phải nghĩ cách áp chế bọn họ là chuyện không dễ dàng. Có điều em nghe nói lần này Thiên Đạo Môn hào phóng lắm, sẽ thưởng lớn cho người đạt điểm số cao nhất. Thưởng gì vậy? Ngô Bình rất tò mò. Tử Phi đáp, Thiên Đạo Môn sẽ mở tài nguyên tu hành quan trọng nhất cho họ, Thiên Vực. Ngô Bình chưa từng nghe đến Thiên Vực, nhưng anh biết chắc Thiên Vực rất đáng gờm, bằng không Thiên Đạo Môn đã chẳng xem trọng như vậy. Quả nhiên, Tử Phi nghiêm túc nói, Thiên Vực rất bí ẩn, ngay cả Thiên Đạo Môn cũng chỉ tìm kiếm được một phần. Anh biết Đại Thiên Tôn không? Năm ấy Thiên Tôn nổi lên nhanh như vậy chính vì có thu hoạch ở Thiên Vực. Ngô Bình hỏi, Tử Phi, Thiên Vực rốt cuộc là nơi nào? Tử Phi đáp, em cũng không rõ, nhưng nghe bảo các vị thánh thượng cổ hầu như đều từng đến Thiên Vực. Ngô Bình gật đầu, xem ra không thể xem thường Thiên Vực. Tử Phi nói đến quy tắc của đại hội tiên truyền lần này, người tham gia phải có tư cách, tức là vượt qua sàng lọc. Sau khi vượt qua sàng lọc, mới được tham gia đại hội. Cảnh giới của người tham gia đại hội tiên truyền bắt buộc phải là địa tiên hoặc nhân tiên cảnh giới cực. Thiên tiên, bán bộ thiên tiên đều không thể tham gia. Đại hội chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là kiểm tra căn cốt, chỉ có 300 người sở hữu căn cốt tốt nhất mới được tiến vào giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đấu loại nhóm nhỏ. 300 người chia thành 10 nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 30 người. 30 người này sẽ tiến hành đấu loại không hạn chế, cuối cùng giữ lại 5 người. 5 người đứng đầu của mỗi nhóm nhỏ sẽ tiến vào giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là vòng thách đấu tích điểm. Ở vòng đấu tích điểm, mỗi người đều phải khiêu chiến đối thủ khác, tối đa phải chiến đấu với 49 người. Tất nhiên, do tính quyết liệt của đại hội, rất ít người có thể đấu đủ 49 trận. Vì lúc đầu sẽ có rất nhiều người bị đả thương hoặc thậm chí bị đánh chết nên không tiếp tục chiến đấu được nữa. Trong quá trình chiến đấu, đánh thắng một người sẽ giành 2 điểm, hòa sẽ có 1 điểm, thua thì không được điểm. Cuối cùng, 30 người sẽ xếp hạng theo điểm số. Người đứng hạng nhất không chỉ có quyền trực tiếp lựa chọn thượng trưởng lão làm thầy, còn có thể vào thiên khố, thư viện của Thiên Đạo Môn để chọn đồ. Thưởng tiền mặt cũng rất hậu hĩnh, người đạt hạng nhất sẽ nhận được 100 triệu đồng thần long và một viên thiên đạo đan của Thiên Đạo Môn. Ngoài ra, hạng nhất còn có cơ hội vào thiên vực khám phá. Dù có cộng mọi giải thưởng trước đó lại với nhau, cũng không bì được cơ hội lần này. Nghe đến đây, Ngô Bình cũng hơi lay động. Anh hỏi, mấy người đứng đầu đều có thể gia nhập Thiên Đạo Môn à? Tử Phi đáp, vốn dĩ chỉ có top 3 được vào Thiên Đạo Môn. Nhưng tình hình bây giờ khác xưa rồi, không gian gập đã mở ra, anh tài trong thiên hạ đều tụ hội về đây. Vậy nên lần này, top 10 có thể gia nhập Thiên Đạo Môn, chỉ khác địa vị thôi. Ví dụ hạng nhất là đệ tử ưu tú, hạng 2 và 3 là đệ tử thân truyền, hạng 4 và 5 là đệ tử chân truyền,
hạng 6 đến 10 là đệ tử nội viện. Hạng 11 đến 15 có thể đến tu hành ở ngoại viện của thiên đạo môn đấy. Ngô Bình nói, nghĩa là chỉ cần nằm trong top 15 là có thể gia nhập thiên đạo môn. Tử Phi bảo, có thể hiểu là thế. Ngô Bình bày tỏ, tốt đấy, đây cũng là cơ hội phát tài cực kỳ tốt đối với anh. Rồi anh hỏi Tử Phi, em cũng là đệ tử thân truyền ở thiên đạo môn. Tử Phi ừ một tiếng, từ bé, em đã được bố mẹ đưa đến thiên đạo môn bái sư. Trong tộc của em có rất nhiều người làm trưởng lão của thiên đạo môn. Nhà họ Tử cũng khá là có thế lực ở thiên đạo môn. Ngô Bình nói, đi làm trước, ngày mai anh sẽ đi tham gia đại hội tiên truyền. Xế chiều, Ngô Bình quay về vùng lân cận Vân Kinh. Anh vừa đến nơi đã nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân và viện trưởng đang lo lắng. Nhắc thấy anh, viện trưởng như trông thấy vị cứu tinh, vội nói, bác sĩ Ngô còn không đến thì những người này sắp phá hỏng bệnh viện mất thôi. Ngô Bình bảo, tôi bận ra ngoài làm chút chuyện. Đạt đến cảnh giới hoàng huyết của thiên huyết kinh cũng giúp y thuật của anh được cải thiện rõ rệt. Nếu là bệnh thông thường, anh chỉ cần vỗ vài cái là trị khỏi, thế nên tốc độ chữa bệnh cũng tăng lên đáng kể. Thời gian bình quân để chữa khỏi cho một bệnh nhân không quá một phút. Ngô Bình bận rộn từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối. Trong 7 giờ đồng hồ, anh đã chữa trị cho gần 500 bệnh nhân. Liễu Y Y nói, vất vả cho bác sĩ Ngô quá rồi. Tối nay em mời anh ăn cơm nhé. Ngô Bình mỉm cười, được thôi. Nơi Liễu Y Y đến dùng bữa là một quán ăn khá gần bệnh viện, diện tích không lớn, chỉ có 4 bàn. Chủ quán là một người què, có cô con gái 16 tuổi phụ giúp ở quán. Mùi vị thức ăn rất ngon, có thể thấy chủ quán rất có tay nghề. Buổi tối có rất ít người ra ngoài ăn cơm, vì chị An đường phố không tốt lắm, quán ăn rất vắng vẻ. Nhưng cũng không phải là không có ai. Ngoài Ngô Bình ra, bàn bên cạnh cũng có người ngồi. Bàn đó có hai người trẻ tuổi đang vừa uống rượu vừa nhỏ giọng chuyện trò. Ngô Bình ăn được vài miếng thì nghe một người đàn ông bảo, nghe tin gì chưa? Xung quanh Đông Doanh xuất hiện 100.000 hải đảo, trên đảo có thổ dân khát máu sinh sống. Nghe nói chỉ trong một đêm, 1/3 người Đông Doanh đã bị thổ dân khát máu trên đảo giết sạch, đa số là nam thanh niên và người già. Bây giờ Đông Doanh chẳng còn bao nhiêu đàn ông nữa, toàn là phụ nữ. Vương của Đông Doanh đã cử sứ giả đến nước Long xin giúp đỡ, nhưng hoàng đế nước Long mặc kệ. Ngô Bình giật mình, bèn sang ngồi bàn của hai người kia, cười hỏi, chào hai vị. Vừa rồi nghe hai vị nói Đông Doanh xảy ra chuyện lớn. Chẳng hay, vương của Đông Doanh là ai? Cả hai thấy anh lịch sự, một trong hai liền đáp, là thế này, ban đầu Đông Doanh thấy xung quanh xuất hiện vô số hòn đảo, bèn lập tức sai người đánh chiếm. Hoàng thất Đông Doanh nhân cơ hội này để lấy lại quyền lực. Song lại không dám xưng hoàng, đối ngoại đều tự xưng là vương của Đông Doanh. Ngô Bình hỏi, thực lực của thổ dân trên 100.000 hòn đảo quanh Đông Doanh chắc hẳn rất mạnh. Người kia nói, nghe bảo những hòn đảo ấy chủ yếu thuộc ba thế lực lớn, Thiên Tinh Môn, Doanh Châu, nước Oa. Tính ra, Đông Doanh cũng từng là một phần của nước Oa. Có điều hiện nay nước Oa đang hỗn loạn, 8 người con trai của vương đang tranh giành vương vị. Ngô Bình gật đầu, có vẻ sau khi không gian mở ra, nước Đông Doanh cũng mở rộng rất nhiều. Người kia bảo, nước Oa chiếm giữ hàng chục nghìn hòn đảo, chọn bừa một đảo cũng to hơn Đông Doanh. Vậy nên không bao lâu nữa, Đông Doanh sẽ bị nước Oa thôn tính thôi. Trong ba thế lực đó, Doanh Châu mạnh nhất, đây là một thế lực tu chân, có tiếng là sở hữu hàng triệu môn đồ, có mối liên hệ chặt chẽ với tiên giới. Thời Tiên Quốc, Doanh Châu từng là một phần của Tiên Quốc. Thực lực của Thiên Tinh Môn thì ngang ngửa nước Oa, môn phái này mạnh về trận pháp. Ngô Bình hỏi, nước Long cách nơi này bao xa? Người kia ngẫm nghĩ, chắc là vài trăm nghìn dặm, nhưng nếu độn hành nhanh thì chắc cũng không xa lắm. Ngô Bình cảm ơn họ rồi trở về bàn mình. Liễu Y Y hỏi, bác sĩ Ngô à, ở Đông Doanh có người nào hay có chuyện gì làm anh lo lắng sao? Ngô Bình đáp, ừ, anh có bạn ở đó, cũng không biết họ ra sao rồi. Mấy ngày nữa anh sẽ đến Đông Doanh một chuyến. Liễu Y Y nói, dạo trước có vài bệnh nhân còn bàn luận về Doanh Châu, bảo Doanh Châu là một hòn đảo rất rộng lớn, diện tích còn lớn hơn cả địa cầu ban đầu. Hai người ngồi ăn bên cạnh vội khuyên nhủ, này cậu bạn, trên trời nguy hiểm lắm, gió to mà thổi một cái thôi là thần anh của mình bị thổi tan luôn đấy, xương cốt cũng nát vụn luôn. Còn có gió lạnh trên cửu thiên nữa chứ, đến thiên tiên còn không trụ được lâu ở đây nữa là...
Ngô Bình không hề biết những điều này nên đã cảm ơn người đó. Đồ ăn khá ngon, nhưng tu vi càng cao thì Ngô Bình càng không còn khẩu vị với đồ ăn của thế tục nữa, vì thế hầu như anh chỉ nhìn Liễu Y Y ăn. Ăn xong, Ngô Bình bỏ tiền báu xuống bàn rồi rời đi, xong vẫn không quên nói cảm ơn với chủ quán. Bọn họ vừa đi ra ngoài thì có một bóng đen lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt, đó là một người đàn ông trung niên cầm dao găm, sau đó đâm thẳng vào ngực của Ngô Bình. Ngô Bình không hề né đi, để mặc cho con dao đâm vào người mình, nhưng có một tiếng động vang lên, một luồng sức mạnh phản phệ mạnh mẽ đã bắn ngược vào người đàn ông. Ông ta hét lên đau đớn rồi bay ra xa, cả cánh tay đã gánh nát. Cùng lúc đó còn có một luồng sức mạnh khủng khiếp tấn công vào cơ thể ông ta, khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta dập nát, thập tử nhất sinh. Ngô Bình tiến lên hỏi, sao ông lại muốn giết tôi? Người đàn ông thoi thóp rồi kinh hãi nói, tôi định cướp tiền của cậu, nhưng không ngờ cậu lại mạnh thế, cứu tôi với. Ngô Bình mặc kệ ông ta, sau đó đưa cửu bảo tiên y cho Liễu Y Y mặc rồi cười nói, đi, chúng ta đi xem thế giới bây giờ ra sao rồi. Anh kéo Liễu Y Y bay vút lên cao, họ càng bay càng cao, loáng cái đã biến mất trên không trung. Họ vừa bay được một đoạn thì trên cao xuất hiện gió lớn, cơn gió có uy lực rất mạnh, tu sĩ dưới cảnh giới long môn không thể chịu được. Lên cao tiếp nữa là đến tầng khí giá lạnh, nhiệt độ giảm cực sâu, với tu vi hiện giờ mà Ngô Bình vẫn còn thấy lạnh. May mà Liễu Y Y mặc cửu bảo tiên y và được Ngô Bình che chở nên không cảm thấy gì. Họ bay lên cao tiếp thì thấy có một đám mây nhiều màu sắc, Ngô Bình biết trong các đám mây này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, nếu chạm phải thì chúng sẽ nổ tung ngay, vì đây chính là lôi vân. Họ bay tiếp và vượt qua khu vực của lôi vân, sau đó tiến vào một không gian u tối, xung quanh không có một vì sao nào, đây cũng chính là nơi lạnh nhất trong vũ trụ. Khi ở đây, con người sẽ thấy cô đơn và nhỏ bé cùng một cảm giác sợ hãi từ trong sâu thẳm. Dù Ngô Bình đã là tu sĩ có tu vi cực cao, nhưng cũng không cản được cảm giác ấy. Nhìn kìa, Liễu Y Y hô lên. Ngô Bình phóng trường vực ra, để một chút không khí bao lấy Liễu Y Y, giúp cô ấy có thể hít thở, vì thế cô ấy mới thích ứng được với không gian này. Ngô Bình nhìn xuống thì thấy có một chùm sáng to như quả bóng bầu dục, bên trong không chỉ có một mặt trăng và mặt trời, chúng di chuyển theo một quy luật phức tạp và chính xác quay quanh chùm sáng này, vì thế người ở bên dưới có thể nhìn thấy ban đêm và ban ngày. Ngô Bình ngẩn ra nói, đây chính là thế giới mà chúng ta sống ư. Liễu Y Y, to thật đấy, nhưng em vẫn không nhìn rõ nó vận chuyển thế nào. Ngô Bình cười nói, làm sao nhìn rõ được, không gian trên này có kết cấu rất phức tạp, có phải không gian ba chiều đơn giản đâu. Hình như thế giới này có ba tầng, đại lục Côn Luân của chúng ta chắc ở tầng 1. Ngô Bình có đôi mắt xuyên thấu nên mới nhìn rõ. Liễu Y Y, còn tầng bên trên thì sao? Là thế nào? Ngô Bình, tầng bên trên rất thần bí, anh cũng không nhìn rõ. Nhưng anh có thể nhìn rõ tầng ở dưới, môi trường ở đó rất khắc nghiệt, ánh sáng kém, không khí ô nhiễm, nhiều nơi còn rất nóng, nơi thì lại quá lạnh, không có nhiều thực vật hay sinh vật sống được, nói chung là một nơi tồi tàn. Liễu Y Y, chẳng lẽ là địa ngục trong truyền thuyết? Ngô Bình cười nói, ai biết được, nhưng anh không có hứng thú với nơi này. Đúng lúc này, Ngô Bình đã nhìn thấy có một con cự long dài cả nghìn mét ở phía xa, nó kéo theo một cung điện bằng đồng bay trong vũ trụ. Liễu Y Y cũng nhìn thấy, cô ấy hô lên, thứ gì thế anh? Ngô Bình cảm nhận được uy áp khủng khiếp phát ra từ trong cung điện này, anh kéo Liễu Y Y trốn ra xa, sau đó quay lại mặt đất bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Bay lên thì dễ, nhưng khi về thì hơi phiền hà. Vì không gian ba tầng phức tạp này đang vận chuyển, mình chỉ ở trên cao một lát thì phía dưới đã có rất nhiều đổi thay rồi. May mà Ngô Bình có đôi mắt nhìn xuyên vạn vật nên có thể xác định vị trí, vì thế hơn một tiếng sau thì họ đã đáp xuống vị trí ban đầu rồi. Liễu Y Y vừa đáp đất đã hào hứng nói, xuất sắc. Được trải nghiệm điều này một lần trong đời là quá đủ rồi. Ngô Bình, chúng ta về nhà thôi. Hai người vừa về đến Vịnh Bạch Long thì nghe thấy bên trong có tiếng động lớn, Ngô Bình nhanh chóng đi vào quan sát thì thấy có một con thủy xà và một con quái ngư đang đánh nhau giữa sông. Chúng đều đã thành tinh nên rất mạnh, đánh nhau đến sát bờ rồi, nhiều người đứng xem sợ quá đều phải lùi lại. Ngô Bình nổi giận nói, biến, không tao làm thịt chúng mày bây giờ. Tiếng gào chưa lực tinh thần khủng khiếp của anh dội vào trong thức hải của hai con tinh quái kia, chúng giật bắn mình rồi chui xuống nước.
không dám đánh nhau nữa. Bây giờ, Vịnh Bạch Long đã sáp nhập hệ sông lớn hơn, vì thế thường xuyên có sinh vật thủy tộc mạnh mẽ đến đây đấu đá, gần như ngày nào cũng phải vài trận. Nhiều lúc, các loài tinh quái còn đánh nhau lên tận bờ, khiến nhiều người thiệt mạng. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi quay về Hưng Long, sau đó gọi con cá vương đến, nó đã nhận được khá nhiều lợi ích từ anh nên thực lực hiện giờ đã mạnh hơn nhiều. Con cá vương quay lại Vịnh Bạch Long, còn Ngô Bình về luyện một lò ngư long đan, thành phẩm là 3 viên đan dược cấp truyền kỳ. Anh cho cá vương một viên, nó phấn kích tới độ nhảy cao lên cả chục mét, sau đó chìm sâu xuống đáy. Ngô Bình mặc kệ nó rồi về phòng nghỉ ngơi, ngày mai anh còn phải tham gia đại hội thiên truyền. Tối đó, trong Vịnh Bạch Long có sấm chớp đùng đoành, tiếng nước chảy xối xả khiến nhiều người bị mất ngủ. Sáng hôm sau, Ngô Bình đi ra bờ sông rồi nói, ra đây. Một con cá khổng lồ dài cả trăm mét ngoi lên mặt nước, người nó dẹt, mọc thêm 4 cái móng vúa, còn đầu thì biến thành đầu rồng. Nhìn thấy sự thay đổi của cá vương, Ngô Bình nói, xem ra mày tiến hóa khác với cá chép nhỉ, giờ là nửa cá nửa rồng thôi, nhưng thực lực không thua gì thuồng luồng đâu. Cá vương nói tiếng người, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, cố mà tu luyện, tiện thể trông chừng khu này, đừng để các loài tinh quái khác gây chuyện. Vâng, cá vương. Sau đó, Ngô Bình đã dẫn Tử Phi cùng đến Thiên Đạo Môn để tham gia đại hội đan truyền. Nơi diễn ra đại hội nằm ở một thung lũng cách Thiên Đạo Môn không xa, khi Tử Phi dẫn Ngô Bình đến đây thì thấy người đông như biển. Ngô Bình, xếp hàng thôi. Tử Phi cười nói, không cần, đi theo em. Cô ấy dẫn Ngô Bình đi đến trước một thước đo kiểm tra, có vài đệ tử của Thiên Đạo Môn phụ trách việc tuyển chọn ở đây. Nhìn thấy Tử Phi, họ đều đứng dậy hành lễ, sư tỷ. Tử Phi gật đầu, đây là Trương Tiểu Bình anh họ của tôi, phiền mấy sư đệ kiểm tra cho anh ấy trước nhé. Mấy người kia cười nói, ra là anh họ của sư tỷ, được ạ. Anh Trương, anh hãy dồn toàn lực rồi đánh vào cái thước này, nó sẽ hiển thị sức mạnh của anh. Người khác nói, chỉ cần đạt mức là qua cửa. Ngô Bình gật đầu rồi tung bừa một đấm vào đó, mặt trước của cái thước lóe lên, ngọn lửa đã vượt qua vạch màu đỏ rồi nhưng vẫn dâng cao lên tiếp cho tới khi chạm đến đỉnh. Mấy người đó ngẩn ra, đây là lần đầu tiên họ gặp tình huống, ai cũng phải trò mắt vì Ngô Bình quá mạnh. Anh Trương đã qua vòng, mời sang vòng khác. Ngô Bình nhìn thấy tỷ lệ loại ở vòng này rất cao, chỉ có 2 đến 3 người trong tổng số 10 người qua vòng. Cứ thế, Tử Phi lại dẫn Ngô Bình đến vòng thi thứ 2, đó là một quả cầu đá khổng lồ. Bề mặt của quả cầu này được khắc phù văn, người dự thi phải phóng thần niệm vào bên trong. Thần niệm càng mạnh thì ánh sáng mà quả cầu phát ra càng mạnh, màu sắc cũng sẽ khác nhau. Hơn nữa, quả cầu còn có thể kiểm tra được chất lượng của nguyên thần, cao nhất sẽ là màu tím, tiếp đến màu lam, màu xanh lá, màu vàng kim, màu đỏ và màu trắng. Ngô Bình quan sát thì thấy những người đang kiểm tra hầu như chỉ phát ra được ánh sáng trắng, hiếm lắm mới có màu đỏ, nếu ánh sáng đỏ đạt đến một độ sáng nhất định thì sẽ qua vòng. Ngô Bình xếp hàng chờ kiểm tra, khi đến lượt thì anh chạm tay lên quả cầu đá rồi truyền thần niệm vào, nhưng anh chỉ truyền 1/50 mà thôi. Ngay sau đó, quả cầu đã tỏa ra ánh sáng màu tím, ánh sáng bay cao hơn chục mét, khiến mọi người ở xung quanh phải né sang một bên. Các đệ tử phụ trách kiểm tra cũng phải kinh ngạc nói, nguyên thần cấp tím. Hơn nữa còn chạm đến giới hạn. Trông thấy vẻ choáng ngợp của mấy người đó, Tử Phi đắc ý nói, đây là Trương Tiểu Bình anh họ của tôi, sau này anh ấy cũng sẽ là sư huynh của mấy cậu. Dù mấy người kia có ngốc đến mấy cũng biết Trương Tiểu Bình này chính là một hạt giống thiên kiêu, vì thế tất cả đều chào hỏi lễ phép với anh. Ánh sáng màu tím cũng làm kinh động đến người ở 2 vòng kiểm tra khác. Khi họ nhìn thấy Ngô Bình đi tới thì đều có vẻ mong chờ. Vòng thứ 3 có một cái ghế, người dự thi sẽ ngồi lên đó, sau đó chiếc ghế sẽ tiến hành quét kiểm tra cơ thể của họ. Kết quả kiểm tra thấp nhất là phàm thể, tiếp đến linh thể, bảo thể, vương thể, thánh thể và tiên thể chí tôn. Trong đó, linh thể và bảo thể được chia tiếp thành 3 cấp nhỏ là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Vương thể và thánh thể thì cực hiếm, trong Thiên Đạo Môn cũng không có ai. Còn tiên thể chí tôn thì chưa từng xuất hiện bao giờ. Ngô Bình không muốn làm người khác kinh hãi nên đã thi thiên huyết của mình lại, chỉ cho huyết dịch bình thường ra thôi, ngoài ra anh còn điều chỉnh cơ thể khiến mình không quá xuất sắc. Các đệ tử phụ trách việc kiểm tra cũng rất khách sáo với anh Trương, mời anh. Ngô Bình ngồi xuống ghế,
sau đó cảm thấy có rất nhiều nguồn năng lượng tiến vào trong cơ thể mình. Khoảng 30 phút sau, các nguồn năng lượng ấy đã biến mất. Sau đó, đã có vài số liệu xuất hiện trên chiếc bảng màu vàng cạnh ghế. Những người khác vội nhìn ngay rồi hô lên, một người nói, là thánh thể. Tử Phi cười nói, còn một vòng cuối nữa, chúng ta đi thôi. Vòng cuối này là kiểm tra lực chiến đấu, vì dù tư chất có tốt đến mấy mà lực chiến đấu kém thì cũng vứt. Ba vòng thi trước đã loại 99% người dự thi đi rồi, giờ chỉ còn 1 đến 2 người trong số 100 người có thể tiến vào vòng này thôi, và Ngô Bình là một trong số đó. Kiểm tra lực chiến đấu chính là vòng thi đấu với con rối võ đạo mà Ngô Bình đã quá quen thuộc, con rối võ đạo ở dây thấp nhất là cấp 5, cao nhất là cấp 50. Chỉ khi đánh thắng được con rối cấp 5 thì mới qua vòng. Nhưng do điểm kiểm tra chỉ có giá trị tham khảo nên người dự thi phải đánh lên tiếp tới khi bị con rối hạ gục mới thôi. Tử Phi cười nói, anh họ, trong lịch sử của thiên đạo môn thì có người đánh bại con rối cấp 50 rồi, anh định bắt đầu từ cấp mấy? Ngô Bình, 40 đi. Tử Phi gật đầu, được. Một con rối được thả ra, xung quanh nó có rất nhiều phù quang, khí tức tỏa ra cũng mạnh, nó có 4 tay 4 chân, trong đó có 2 tay cầm vũ khí. Ngô Bình không nói nhiều mà lao lên chiến luôn, anh không dùng vũ khí mà chỉ đánh tay bo. Anh cảm thấy con rối này ngang cơ với con rối cấp 50 trong tháp tiên võ. Sau khi giao đấu vài chục chiêu, anh đã đấm vỡ đầu nó. Ngô Bình đã đánh bại con rối võ đạo cấp 128 nên đương nhiên con này không phải đối thủ, vì thế anh tiếp tục hạ gục con cấp 41, 42. Đến con rối cấp 45 thì anh mới giả vờ thua. Tuy thế thì Ngô Bình cũng là người mạnh thứ 2 trong lịch sử của thiên đạo môn. Qua vòng, các đệ tử phụ trách kiểm tra hô lên. Tử Phi, chúc mừng, anh đã thông qua tuyển chọn, đi theo em vào trong đăng ký thôi. Cô ấy đã quá quen thuộc với nơi này nên nhanh chóng dẫn Ngô Bình đến một biệt viện rất rộng, nơi này do các trưởng lão của thiên đạo môn quản lý. Tử Phi lấy 4 tờ giấy chứng nhận qua vòng ra, bên trên có ghi kết quả kiểm tra của Ngô Bình. Một người đàn ông trung niên để râu trong phòng cầm lấy tờ giấy rồi đọc, sau đó ngạc nhiên nói, sức mạnh vượt mức, nguyên thần cấp tím, thánh thể, đánh bại con rối cấp 44, đây chính là hạt giống thiên kiêu rồi. Tử Phi, Lưu trưởng lão, đây là anh họ của tôi. Lưu trưởng lão cười lớn rồi nói với Ngô Bình, cậu tên gì? Là người của môn phái nào? Ngô Bình, tôi là Trương Tiểu Bình, đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông. Lưu trưởng lão gật gù nói, tốt lắm. Trương Tiểu Bình, cậu là thành viên mới cấp hạt giống thiên kiêu, vì thế tôi sẽ tách cậu và các hạt giống thiêu kiêu khác ra rồi chia vào từng nhóm, để tránh các cậu xô sát. Ngô Bình, Lưu trưởng lão, khi nào thì vòng loại bắt đầu ạ? Lưu trưởng lão, 3 ngày đầu là tuyển chọn, khi nào xong thì mới bắt đầu vòng loại. Tử Phi, anh họ, nhân lúc rảnh, để em dẫn anh đi tham quan thiên đạo môn nhé. Ngô Bình, thôi anh phải về nhà một chuyến đã. 3 ngày nữa anh sẽ quay lại. Tử Phi gật đầu, cũng được, em chờ anh. Chào Tử Phi xong, Ngô Bình quay về Hưng Long. Về đến nhà rồi, anh lấy ngọc bài động thiên ra rồi đi vào động thiên của dược tổ. Mục Vũ nhanh chóng ra đón tiếp, chủ nhân. Ngô Bình, Mục Vũ, lần trước cậu bảo sư phụ để lại ít đan dược, chúng đâu? Mục Vũ, chủ nhân đi theo tôi. Anh đi theo Mục Vũ đến một cung điện được xây bằng ngọc thạch. Cậu ta mở cửa cung điện ra thì Ngô Bình nhìn thấy một hàng lang rất dài, hai bên đường có rất nhiều cánh cửa, phía sau mỗi cánh cửa đều là một gian phòng. Mục Vũ, đây là đan dược luyện chế ở các giai đoạn khác nhau, viên này là chủ nhân luyện chế lúc ở cảnh giới nhân vương, còn đây thì khi là địa tiên sơ kỳ, còn viên này thì là lúc ở cảnh giới động thiên, cậu ta nói rõ từng cái một. Ngô Bình sáng mắt lên nói, dẫn tôi đến mấy phòng cuối xem nào. Mục Vũ, nhưng chủ nhân cũ dặn là chủ nhân phải luyện chế được đan dược ở căn phòng phía trước thì mới được lấy đan dược ở phòng phía sau. Ngô Bình, thì cũng phải cho tôi xem một chút chứ. Mục Vũ, vâng. Vì thế Ngô Bình đã đến xem đan dược mà dược tổ luyện chế khi ở cảnh giới linh biến. Mục Vũ mở cửa ra, Ngô Bình nhìn thấy có 4 ô vuông trên một cột ngọc ở bên trong, trong mỗi ô vuông có một cái bình ngọc. Những chiếc bình này rất đặc biệt. Nó có thể giữ cho đan dược ở bên trong không bị mất dược tính. Ngô Bình mở bình đan dược đầu tiên ra thì thấy có một viên đan dược màu xanh. Anh quan sát rồi nói, đây là đan dược luyện hình,
hay đấy, chắc tôi cũng luyện chế được. Anh bảo Mục Vũ đi lấy lò luyện đan, cậu ta nhanh chóng đi ngay rồi khiêng một cái lò đến. Cái lò này trông cũ lắm rồi, nhưng rất oai phong. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, lò luyện này rất đặc biệt, tốt hơn ba viên của đại điện nhiều, sư phụ tôi từng uống nó rồi à? Mục Vũ gật đầu, đây là lò luyện đan mà chủ nhân cũ dùng ở cảnh giới địa tiên, nó là tứ hoang thần lò, thuộc cấp tam phẩm. Ngô Bình cười nói, được, tôi sẽ dùng nó để luyện đan. Ngô Bình lấy một phiến ngọc trong ô vuông ra, bên trên có giới thiệu kỹ về đan dược. Loại đan dược này có tên là cửu thiên bá thể đan, uống nó vào thì tu sĩ sẽ có bá thể cửu thiên nhờ luyện hình. Bá thể cửu thiên mạnh ngang với bá thể hoang cổ của Lý Huyền Bá, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, đây cũng là lý do mà luyện chế nó rất khó. Ngô Bình bắt đầu luyện đan, lò luyện đan này rất hay, anh tập trung toàn bộ sức lực để luyện bình luyện hình đan đầu tiên. Bên ngoài đan dược này có ba tầng phù quang bao phủ, nó là đan dược cấp đế. Tuy chỉ ở cấp này, nhưng vẫn khó luyện chế được, vì ba tầng phù quang tương đương với ba dược hiệu đặc biệt mà dược tổ trang bị cho đan dược này. Ngô Bình đã chuẩn bị đủ dược liệu, anh vừa nghiên cứu đan dược vừa thử luyện đan. Lần thứ nhất, anh miễn cưỡng thành công, nhưng chỉ là một viên đan dược cấp tam phẩm. Lần thứ hai, anh đã lĩnh hội được kiến thức, cuối cùng thì cũng cho ra đan dược cấp nhất phẩm, nhưng vẫn chưa đến được cấp đế. Vì thế, anh tiếp tục luyện lò thứ ba. Hiệu quả ở lần này khác hẳn, đan dược đã đạt cấp phương phẩm. Mãi đến lò thứ tư thì Ngô Bình mới đạt được cấp đế phẩm, nhưng anh không bằng lòng với kết quả đó, mà tiếp tục luyện lò thứ năm dựa vào kinh nghiệm từ những lần trước. Đan dược ở lần này đã đạt đến cấp truyền kỳ. Được đấy, Ngô Bình rất hài lòng, anh rời khỏi động thiên, sau đó bảo Đường Tử Di mang bán cửu thiên bá thể đan cấp tam phẩm. Đường Tử Di hỏi, đan dược tam phẩm chắc đấu giá không được nhiều đâu anh nhỉ? Ngô Bình, đây là cửu thiên bá thể đan, luyện chế khó lắm, hơn nữa dược liệu cũng hiếm nên chắc chắn sẽ bán được với giá cao. Đường Tử Di, anh định giá bao nhiêu? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, 100 triệu tiền báu, mỗi lần tăng giá là 10 triệu. Đường Tử Di kinh ngạc nói, 100 triệu ư. Ngô Bình ừm một tiếng, em cứ thử đi, không thì mình lại hạ giá. Điều khiến Ngô Bình bất ngờ mà. Đan dược vừa được mang ra đấu gái thì đã có 3.000 người tham gia, vì thế giá đã được đẩy lên cao ngất. Trong lúc đấu giá, số lượng người tham gia đã lên đến con số 100.000 người. Đường Tử Di nói, hình như họ rất muốn có được viên đan dược này, nó có tác dụng gì thế anh? Ngô Bình, uống nó rồi thì sẽ có bá thể cửu thiên, nhờ đấy mà tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng dễ thành công hơn. Đường Tử Di, chồng, Tử Yên luôn cố gắng tu luyện. Hay anh giúp em ấy có thể chất đó đi. Ngô Bình cười nói, được thôi, để anh tìm trong số đan dược mà dược tổ luyện chế, nếu có thì anh sẽ lấy cho em ấy. Sau đó, Ngô Bình bắt tay vào luyện chế lục nan đan. Giai đoạn hư tiên sẽ phải trải qua tam tai lục nan thì mới có thể trở thành thần tiên. Lục nan có nghĩa là 6 lần vận khí suy yếu, hay còn gọi là vận xui. Khi ấy, tu sĩ sẽ thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần hỗn loạn. Từ đó xảy ra nhiều tình huống bất ngờ nên nó thường khiến tu sĩ nhức đầu hơn tam tai rất nhiều. Lục nan đan là một loại đan dược giúp tu sĩ tránh khỏi kiếp nạn bằng cách điều chỉnh tâm tính, đương nhiên nó khó luyện chế hơn tam tai đan. Ngô Bình thử luyện lò thứ nhất, thành phẩm là 3 viên đan dược nhị phẩm. Anh uống xong thì thấy tinh thần phấn chấn, tư duy minh mẫn. Lúc này, buổi đấu giá đã bắt đầu, đan dược vừa được mang ra thì mọi người đã ổ lên. 100 triệu. 150 triệu, 200 triệu, giá vẫn tăng không ngừng. Cuối cùng đan dược đã thuộc về một người bỏ ra 390 triệu. Đường Tử Di lẩm bẩm, không ngờ bán được với giá cao vậy. Ngô Bình, em đấu giá thêm một viên đan dược tương tự nhưng là cấp nhất phẩm. Đường Tử Di gật đầu, sau đó bảo Tiên Nhi nhập số liệu. Tin tức vừa được công bố, các tu sĩ tại đây đã như bùng nổ. Giá khởi điểm của viên đan dược này là 300 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất 20 triệu. Nửa tiếng sau, buổi đấu giá bắt đầu, cạnh tranh vẫn rất gay gắt, nhưng chưa nới nửa phút sau, giá đã được đẩy lên thành 1 tỷ 80 triệu. Chốt, Tiên Nhi tuyên bố kết quả. Đường Tử Di ngẩn ra nói, Huyền Bình, mấy người này giàu thế. Ngô Bình nói, đã là gì đâu, nhiều môn phái còn dám bỏ ra cả vài chục tỷ chỉ để bồi dưỡng thiên kiêu đấy. Anh nói tiếp, nhìn đây,
em bán đấu giá tiếp lục nan đan nhị phẩm đi. Nương Tử Di, giá bao nhiêu anh? Ngô Bình, đan dược này cũng khá khó luyện, giá khởi điểm 20 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất 2 triệu. Vì thế, Nương Tử Di tiếp tục đấu giá lục nan đan, số người tham gia chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Loáng cái, giá của lục nan đan cũng đã được đẩy lên cao thành 60 triệu. Cứ thế, Nương Tử Di bán tiếp phiên thứ hai, thứ ba. Lần này, Ngô Bình đã thu về được 1 tỷ 670 triệu. Nương Tử Di, Huyền Bình, nhà máy thuốc mà mình mở trước kia đã đầu tư bao nhân công và dược liệu, giờ thế giới thay đổi, thế là bỏ không hết à? Ngô Bình vẫn nhớ các loại thuốc mà mình từng sản xuất không còn nhiều giá trị ở thời điểm hiện tại nữa, vì thế chất của hầu hết mọi người đều đã tăng lên, giờ hiếm ai mắc bệnh tiểu đường hay tim mạch nữa. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra cũng không bỏ uổng đâu, chúng ta chỉ cần sửa đổi lại một chút là có thể nghiên cứu ra các loại thuốc nâng cao thể chất của người bình thường. Hơn nữa, sau này khách hàng của chúng ta không chỉ có người dân của Viêm Long, mà là toàn thế giới. Nếu thuốc của mình tốt thì lo gì không bán được? Nương Tử Di hỏi, nhưng chúng ta sẽ làm thuốc gì? Có chắc bán được không? Ngô Bình, đương nhiên là các loại thuốc nâng cao tư chất. Không phải ai cũng tu tiên được, anh sẽ nghiên cứu ra loại thuốc khiến ai uống vào cũng có thể tu tiên được. Nương Tử Di, thế là phổ cập tu tiên à? Kết quả là uống tiên lộ xong, ban đầu mọi người đều thấy khó chịu, nhưng loáng cái đã bình thường trở lại. Không lâu sau, họ đều có sự thay đổi, người tăng nguyên khí, người tăng lực tinh thần, còn có người mở được huyết mạch hay thậm chí là có thiên bẩm. Cuối cùng trong số 100 người thử thuốc đã có 36 người có sự chuyển biến tốt, có 21 người trong số đó đã đủ tư cách tu hành và gia nhập các môn phái nhỏ. 15 người còn lại thì có 5 người có tư chất khá. Số còn lại thì có thể gia nhập môn phái tầm trung. 64 người kia tuy không có sự thay đổi rõ ràng, nhưng thể chất cũng đã mạnh hơn. Ngô Bình rất hài lòng nên đã mua thật nhiều dược liệu, để sản xuất tiên lộ với số lượng lớn. Sau đó, Ngô Bình đến công trường đã dừng hoạt động một thời gian nhưng thiết bị vẫn có thể sử dụng được. Anh gọi một số nhân viên kỹ thuật đến, giúp mình dùng những thiết bị này luyện tiên lộ. Công nghệ luyện tiên lộ rất phức tạp. Anh vừa làm vừa điều chỉnh, quá trình này kéo dài tới khi trận đấu nhóm của Đại hội Tiên truyền diễn ra. Trước khi trời sáng, thiết bị gần như đã được điều chỉnh xong, anh cho công nhân thử sản xuất trước còn anh thì quay về Đại hội Tiên truyền. Lúc anh quay về nhà, Tử Phi đã đứng đó chờ. Cô ấy cười nói, em đã lấy số giúp anh, số của anh là số 12, được xếp vào nhóm thứ 6, nhóm của các anh có 47 người. Ngô Bình, không phải mỗi nhóm có 30 người sao? Tử Phi, có nhiều người qua được vòng tuyển chọn nên số người tham gia tăng lên, bây giờ mỗi nhóm đều có 40, 50 người. Tử Phi nhanh chóng dắt Ngô Bình đến một quảng trường, xung quanh quảng trường là tường bao, chiếm diện tích tầm 10 mẫu. Tiếp đó, 47 người của nhóm thứ 6 sẽ vào trong khu vực tường vây, khi bắt đầu tính giờ, họ sẽ phải tấn công nhau cho đến khi số người còn sót lại trong quảng trường không quá 5. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói, đào thải kiểu đó rất dễ có chuyện không hay xảy ra. Tử Phi, đương nhiên rồi. Trước đây luôn có người có tư chất tốt bị đánh chết ở vòng loại. Có điều, chuyện này cũng khó tránh mà, nếu bị người ta đánh chết thì chứng tỏ không may thôi. Người không may mắn thì không có tư cách gia nhập thiên đạo môn được. Ngô Bình, 47 người mà chỉ chừa 5 người, 42 người còn lại không chết cũng bị thương. Tử Phi, xác suất chết khá cao, nhóm của anh ít nhất phải có 5 người chết, hoặc thậm chí là nhiều hơn. Một lúc sau, một trưởng lão xuất hiện, hạ giọng nói, cả 6 nhóm đều chuẩn bị sẵn sàng, một tiếng nữa vào sân. Lúc này có người tiến về phía Ngô Bình, nói, anh bạn, nếu muốn sống thì hãy chuẩn bị cho tôi 100 triệu tiền bùa. Ngô Bình thản nhiên đáp, tôi không hiểu anh đang nói gì. Người đó khó chịu nói cho anh biết, chúng tôi đã tạo thành liên minh rồi. Nếu anh đưa tiền thì chúng tôi sẽ không đối phó với anh hoặc đánh chết anh. Nếu anh không chịu đưa tiền thì xin lỗi nhé, chúng tôi sẽ đánh chết anh ngay. Ngô Bình hỏi, liên minh của các anh có bao nhiêu người? Người đó kiêu ngạo đáp, 17 người. Ngô Bình gật đầu, anh về nói lại cho họ biết, nếu không muốn bị đánh chết thì mỗi người hãy đưa cho tôi 1 tỷ tiền bùa. Đối phương trợn tròn mắt, sau đó cười lớn, nói, mày sẽ là người chết đầu tiên. Sau khi người đó bỏ đi, Tử Phi hỏi, anh đối phó với 17 người được đó chứ?
Ngô Bình, một đám tép diêu, dù là 100 tên thì cũng không thể đánh lại tôi. Phải rồi, em có nhận ra người đó không? Tử Phi, chắc là người có quan hệ, muốn dùng cách này để tiến vào vòng đấu luân phiên, nếu có thể lọt vào top 50 thì sẽ có phần thưởng. Hơn nữa, nếu người đứng sau anh ta đủ mạnh, anh ta có thể trở thành đệ tử ngoại viện. Ngô Bình, Thiên Đạo Môn có bao nhiêu đệ tử ngoại viện? Tử Phi, mấy chục nghìn người thì phải, nội viện thì ít hơn, chỉ có vài nghìn người. Ngô Bình, mỗi năm Thiên Đạo Môn đều tuyển người mới, vậy sao còn phải tổ chức đại hội tiên truyền? Tử Phi, không giống nhau, đại hội tiên truyền mở ra cho các anh hùng trong thiên hạ, đến cả tiên giới cũng có người bị thu hút, sức ảnh hưởng của nó rất lớn. Họ mới nói được vài câu thì lại có người đến, nói anh bạn, có muốn gia nhập cùng chúng tôi không? Bây giờ liên minh của chúng tôi đã có 9 người rồi, nếu anh tham gia thì chúng ta sẽ có 10 người. Ngô Bình, không hứng thú. Mặt người đó sầm xuống, anh ta nói, anh bạn, nếu anh không gia nhập thì chúng tôi sẽ nhằm vào anh trước. Ngô Bình lạnh lùng đáp, được thôi, nhất định các anh phải đánh tôi trước tiên nhé, như vậy thì cuộc chiến mới có thể nhanh kết thúc. Người đó hừng một tiếng thật nặng rồi nói, được thôi, tôi nhớ mặt anh rồi đấy. Tử Phi cười nói, bây giờ anh đã đắc tội với một nửa nhóm rồi, lát nữa có kịch hay rồi đây. Ngô Bình, Tử Phi, Thiên Đạo Môn các em có thiên kiêu không? Tử Phi, có chứ. Thiên kiêu đứng đầu có cảnh giới địa tiên là Quản Long Phi, còn có ba nhân vật mới nổi nữa, chỉ là tu vi của họ không bằng Quản Long Phi nên chỉ xếp phía sau. Nhưng nếu xét về thực lực, Quản Long Phi có thể không bằng họ. Có điều, phần lớn thiên tài của Thiên Đạo Môn đều là thiên tiên cảnh. Rất nhiều người trong số họ là người của tiên giới, dù gì thì thiên kiêu cũng trưởng thành nhanh, ở lại địa tiên cảnh không được mấy năm thì đều lên thiên tiên hết. Ngô Bình gật đầu, trước đó tôi đã từng đánh Quản Long Phi. Tử Phi mím môi cười, em đã nghe nói rồi, anh thật sự rất dũng mãnh, nghe đồn bây giờ Quản Long Phi đã bế quan khổ luyện rồi, xem ra anh ta đang muốn đánh một trận khác, lấy lại thể diện. Ngô Bình, phải rồi, Thiên Mông công chúa vẫn còn ở bên cạnh anh. Vốn dĩ anh còn muốn vòi ít tiền, không ngờ quốc vương Thiên Mông đã không cần cô ấy nữa. Tử Phi nói, vậy thì giữ lại đi, công chúa Thiên Mông là đại mỹ nữ mà, giữ lại ấm giường chẳng phải vừa đẹp sao. Ngô Bình liếc cô ấy, có em ấm giường rồi, anh còn cần cô ấy làm gì nữa. Tử Phi chừng anh, Ngô Bình liền im lặng. Nói chuyện một lúc thì trận đấu loại đã bắt đầu, 47 người lần lượt vào sân. Sau đó, tiếng chuông vang lên. Tất cả mọi người xông lên đánh. Những người còn lại đều cảm thấy không ổn, không dám tấn công anh nữa. Nhưng Ngô Bình thì lại đuổi theo người của hai nhóm đó để đánh, cho đến khi đánh gục hai tên đã uy hiếp anh thì mới dừng lại. Anh trở thành ma vương của nhóm đó, tất cả mọi người đều né tránh anh. Vì chỉ có thể giữ lại 5 người nên Ngô Bình chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đuổi đánh mấy tên không vừa mắt. Có một người trông ngầu như Lư Tuấn Phi vậy. Ngô Bình bước tới, đá tên đó văng ra xa. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, sau 5 phút, chỉ còn 5 người còn trụ lại. Mấy người lớn tiếng lúc ban đầu đều đã bị Ngô Bình đánh cho bò ra đất. Có rất nhiều đệ tử Thiên Đạo Môn đến xem, đứng ở xung quanh, nhìn thấy Ngô Bình dũng mãnh như thế thì đều rất kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Chậc chậc, xem chừng Thiên Đạo Môn lại sẽ có thêm một dũng sĩ nữa, không biết so với Quản Long Phi thì thế nào. Tôi thấy có thể thực lực của anh ta không yếu hơn Quản Long Phi đâu. He he, lần này có kịch hay xem rồi. Tu vi của Quản Long Phi cao hơn anh ta, chuyện này khó nói lắm. Nhưng bây giờ anh ta đã mạnh mẽ đến vậy rồi, nếu như đạt đến cảnh giới của Quản Long Phi thì nhất định có thể giết chết Quản Sư Huynh ngay lập tức. Tôi có một người bạn, là đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông, nên biết anh ta. Anh ta tên Trương Tiểu Bình, là thiên kiêu của Thiên Địa Kiếm Tông, còn là thầy luyện đan tử 4 sao nữa. Gì cơ, thầy luyện đan tử 4 sao sao? Lợi hại thật, lần này Thiên Đạo Môn của chúng ta nhặt được vàng rồi. Nhất định chúng ta phải làm quen với anh ta, nói không chừng có thể giúp chúng ta luyện đan. Anh đừng có nằm mơ nữa, người ta là thiên kiêu đấy, sẽ để ý đến anh sao? Trưởng lão phụ trách nói, vòng đấu loại kết thúc, 5 người đi theo ta. 5 người rời khỏi quảng trường, đến trước một điện lớn, rồi lại bốc số lần nữa. Lượt này số của Ngô Bình là 9. Trưởng lão nói, sáng mai bắt đầu đánh luân phiên, đừng đến trễ đó. Ngô Bình lấy số xong thì định đi, Tử Phi kéo anh lại, nói, ngày mai thi rồi,
anh đừng đi, lát nữa em dắt anh đến chỗ này. Ngô Bình tò mò hỏi, chỗ nào? Tử Phi nói, chợ Thiên Côn Luân, nghe nói chưa? Ngô Bình, là chợ sao? Tử Phi gật đầu, chợ Thiên Côn Luân là chợ lớn nhất ở Côn Luân, chắc chắn ở đó có thứ mà anh muốn. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Hai người họ rời khỏi Thiên Đạo Môn, đi được hơn nghìn dặm thì đến chợ Thiên Côn Luân. Lúc này Ngô Bình mới biết tại sao lại gọi nơi này là chợ Thiên, khu chợ này nằm giữa không trung, những chiếc phi thuyền khổng lồ cùng những cung điện đứng sừng sững, e là cũng có đến mấy trăm nghìn chiếc, phân bố rải rác khắp không trung. Ngô Bình cũng không có thứ gì đặc biệt muốn mua nên nói, không cần đâu, tôi tự xem được rồi. Anh nói xong thì kéo Tử Phi bay về phía một cung điện gần nhất. Trước cửa cung điện có một quảng trường nhỏ, lúc này đang có mấy chục người đang đứng chờ. Trên cung điện có viết một hàng chữ, tiên y diệu thủ. Ngô Bình thấy người cùng ngành thì thích thú hỏi, thầy thuốc cũng đến chợ Thiên sao? Tử Phi, tiên y còn hiếm hơn cả thầy luyện đan, anh có biết thu nhập mỗi năm của vị tiên y diệu thủ này là bao nhiêu không? Ngô Bình hỏi, bao nhiêu hả? Tử Phi, hình như năm ngoái ông ta kiếm được hơn 30 triệu đồng thần long, đó là vì ông ta có y thuật bình thường đó, nếu là tiên y giỏi hơn nữa thì thu nhập sẽ còn cao hơn. Ngô Bình động lòng, hỏi, tôi cũng có thể đến chợ Thiên chữa bệnh chứ? Tử Phi, vậy thì anh phải đến hội quán tiên y tham gia sát hạch tiên y. Bất kể ở đâu, muốn làm thầy thuốc thì bắt buộc phải có tư cách hành nghề. Ngô Bình, tiên y phải tham gia sát hạch như thế nào? Cái đó thì tôi không biết, nếu có hứng thú thì tôi dắt anh đi. Ngô Bình, để có thời gian đã, đi xem y thuật của vị tiên y diệu thủ này trước đã. Họ vừa đáp xuống thì đã có một thư đồng ở bên cạnh hỏi, hai vị muốn tìm thầy thuốc sao? Ngô Bình nói, chúng tôi đến thăm tiên y diệu thủ. Lúc này, một tu sĩ từ trong điện bước ra, vẻ mặt buồn bã, lắc đầu thở dài, như cha chết. Ngô Bình liếc sơ là biết nguyên anh của người này có vấn đề, không kiềm được mà nói, anh bạn, anh có thể về bái Phật, có thể khống chế sự nổi loạn của nguyên anh. Người đó liền ngây ra. Sau đó ngoảnh đầu nhìn sang Ngô Bình hỏi, sao anh biết nguyên anh của tôi có vấn đề? Ngô Bình mỉm cười, nói tôi cũng biết sơ về y thuật. Người đó vui mừng, anh cũng là tiên y sao? Vậy bệnh của tôi có thể trị được không? Ngô Bình, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Về bái Phật, Phật Pháp khá ôn hòa, có thể giải trừ sự hỗn loạn trong anh. Người đó ngây ra, tôi tu tiên mà đi bái Phật thì còn ra thể thống gì? Ngô Bình, tiên Phật vốn dĩ là một nhà, có sao đâu. Người đó, nhưng tiên y diệu thủ nói bệnh của tôi chỉ có thể đánh tan nguyên anh, tu luyện lại từ đầu. Ngô Bình nghe xong thì ngớ ra, đánh tan nguyên anh. Anh cảm thấy cách điều trị này thật sự tục tằng và kém khôn ngoan, nhất định là lang băm. Đối phương thở dài, nói, đúng thế, khó khăn lắm tôi mới ngưng tụ được nguyên anh, thật sự không đành lòng đánh tan rồi tu luyện lại. Ngô Bình vẫn còn định nói gì đó nhưng bị Tử Phi kéo lại, cô ấy nói, anh họ, chúng ta vẫn còn có việc, mau đi thôi. Ngô Bình giật mình, đang định rời đi nhưng lại nghe có giọng nói từ trong điện truyền ra, xin dừng bước. Sau đó, có một người trung niên từ trong điện bước ra, mặt bình thản như nước, bước thẳng đến trước mặt Ngô Bình, nói, y thuật của các hạ rất giỏi hay sao mà lại dám chỉ điểm cho bệnh nhân ngay trước cửa của ta như thế. Tử Phi liền đáp, diệu thủ tiền bối. Anh họ tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không có ý đối đầu với tiền bối đâu, chúng tôi đi ngay đây. Muốn đi sao, nếu đã đến sinh sự thì cứ thẳng thắn một chút, tới so tài đi, tiên y diệu thủ lạnh lùng đáp. Ngô Bình buông tay Tử Phi, bình thản nói, lúc nãy tôi chỉ buộc miệng nói vậy thôi, không có ý xem thường ông. Nhưng nếu như ông cứ không chịu thôi, vậy tôi sẽ đánh bại ông, thế được không? Tiên y diệu thủ nổi giận, tức quá bật cười, được. Cậu tuổi còn trẻ mà lá gan không nhỏ đâu. Có điều tôi phải nhắc nhở cậu, nếu cậu không có bản lĩnh thật sự thì hôm nay sẽ phải để mạng lại đây. Ngô Bình nhìn sang người lúc nãy, mỉm cười, hỏi, xưng hô thế nào với anh bạn đây? Người đó đáp, tại hạ Hoa Tưởng Dung. Ngô Bình ngây ra một lúc rồi nhìn khuôn mặt buồn bã của anh ta, thầm nghĩ, mặt anh có chỗ nào như hoa? Anh nói với tiên y diệu thủ, anh ta là bệnh nhân của ông. Nhưng cách ông điều trị là bảo anh ta đánh tan nguyên anh, tu luyện lại từ đầu, đúng không? Tiên y diệu thủ cười lạnh lùng, không sai, đấy là cách điều trị của ta.
Nếu cậu có cách hay hơn thì chuyện hôm nay xem như thôi, nhưng nếu cậu không có cách nào hay thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi. Ngô Bình thấy ông ta không thân thiện thì lạnh lùng nói, vốn dĩ tôi chỉ đi ngang qua, nhưng nếu như ông đã dồn tôi vào thế khó, cứ muốn gây khó dễ cho tôi thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Muốn cho ông bẽ mặt thì cũng phải làm cho ra dáng, nếu tôi có cách hay hơn thì ông chịu gì đây? Tiên y diệu thủ, nếu cậu thật sự có thể trị khỏi cho cậu ta thì ta sẽ cho cậu 1 tỷ tiền báu. Ngô Bình, chỉ 1 tỷ tiền báu mà đã muốn mua mạng tôi sao? Mạng của tôi rẻ rúng quá vậy. Nếu như tôi có thể trị khỏi cho anh ta và cách của tôi hay hơn thì ông phải đền cho tôi 5 tỷ tiền báu. Tiên y diệu thủ giận dữ nói, cậu có tư cách trả giá với tôi sao? Ngô Bình cười lạnh lùng, tôi có tư cách thật đấy. Tử Phi nói, anh họ của tôi là đệ tử thân truyền của Thiên Đạo Môn, Tiên y diệu thủ, ông dám động đến anh ấy thì Thiên Đạo Môn sẽ lấy mạng ông. Tiên y diệu thủ nghe đến Thiên Đạo Môn thì sắc mặt liền thay đổi. Người của Thiên Đạo Môn thì có thể ức hiếp người khác sao? Ngô Bình, bớt lắm lời đi, rốt cuộc ông có dám đồng ý với điều kiện của tôi không? Được, tiên y diệu thủ hầm hầm, nếu y thuật của cậu không bằng tôi thì phải tự sát ngay lập tức. Ngô Bình là người của Thiên Đạo Môn, tiên y diệu thủ không dám ra tay nên bảo Ngô Bình tự sát. Ngô Bình mỉm cười, nói, được thôi, nhưng nếu ông thua thì phải đưa tôi 5 tỷ tiền báu. Tiên y diệu thủ, không thành vấn đề, có điều cách bái Phật của cậu không tính, vì tiên y ta đây không rảnh phí thời gian với cậu. Ngô Bình nói với Hoa Tưởng Dung, Hoa Huynh, mời lấy Nguyên Anh ra đi. Hoa Tưởng Dung từ từ giải phóng Nguyên Anh của mình ra. Nguyên Anh của người này lớn hơn quả trứng ngỗng một chút. Ngô Bình xòe bàn tay, nó dừng trong lòng bàn tay anh. Lúc này có thể nhìn thấy sự nóng nảy trong Nguyên Anh của Hoa Tưởng Dung. Tình trạng đó vô cùng nguy hiểm. Rất dễ khiến anh ta bị tẩu hỏa nhập ma trong khi tu hành. Ngô Bình, Tưởng Dung, bây giờ tôi sẽ châm cứu cho anh. Anh vừa nói xong, bàn tay đang giơ giữa không trung bỗng có thêm một thần châm kia là do anh dùng linh biến tạo ra, khống chế cực thuần thục. Anh đâm một kim, Nguyên Anh của Hoa Tưởng Dung cũng bình thản lại, sau đó tiếp tục châm thứ hai rồi châm thứ ba. Sau khi châm đến lần thứ 9, Ngô Bình lẩm nhẩm một chuỗi âm tiết. Chín thần châm đồng loạt xung lên, một luồng khí màu xanh bay ra từ mũi của Nguyên Anh. Vài phút sau, anh vỗ hai tay vào nhau, một tia chớp xuất hiện trong bàn tay, cực kỳ ôn hòa. Anh kéo dài tia chớp biến nó thành 9 cây kim bằng sét. Sau đó, anh lại tiếp tục dùng 9 châm sét này đâm vào Nguyên Anh. Tiên y diệu thủ đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt khinh thường đã không còn nữa. Nguyên Anh tỏ vẻ đau đớn nhưng rất nhanh bình thản trở lại. Nó mở mắt ra, nói, ta thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ngô Bình, lúc ngưng tụ Nguyên Anh đã có chút vấn đề, giờ tôi giúp nó trải chút thần kinh, chữa trị khiếm khuyết, sau đó anh sẽ không có xảy ra vấn đề gì nữa. Anh nói xong thì vung tay, 18 cây châm biến mất, Nguyên Anh của Hoa Tưởng Dung quay về cơ thể, anh ta vái lại Ngô Bình, đa tạ tiên y. Ngô Bình, không có gì. Sau đó anh nhìn sang tiên y diệu thủ. Tiên y diệu thủ bật cười nói, y thuật của cậu đúng là khiến ta mở mang tầm mắt, ta bái phục. Nói rồi ông ta lấy một cái túi ra nói, nơi này có 5 tỷ tiền báu, ta nguyện ý chịu thua, mời nhận lấy. Ngô Bình hơi sửng sốt trước sự thay đổi thái độ của tiên y diệu thủ nhưng Tử Phi lại nhận lấy chiếc túi, vậy bọn ta không khách sáo nữa. Tiên y diệu thủ, hai vị có thể đến điện ngồi một lát không? Ta có một vấn đề khó xử lý muốn thỉnh giáo cậu. Ngô Bình cũng không sợ ông ta tính kế mình, được chứ? Hai người đi đến đại điện, tiên y diệu thủ ngượng ngùng nói, cậu bạn, phía sau là phòng của con gái ta, nó mắc một loại bệnh kỳ quái, ta luôn tìm cách chữa trị nhiều năm nay nhưng vẫn không có kết quả. 10 năm nay ta đã tìm rất nhiều thánh thủ y đạo nhưng họ cũng không có cách. Lúc này Ngô Bình mới hiểu ra tại sao tiên y diệu thủ lại khách sáo với mình như thế, hóa ra là muốn mời mình cứu chữa cho con gái. Anh nói, tôi có thể thử xem. Dẫn Ngô Bình đến một căn phòng đằng sau, mở cửa ra, Ngô Bình nhìn thấy một cô gái nằm trong hồ ngọc, đầu gối trên một cái gối ngọc. Trong bể ngọc có vài loại thuốc, cơ thể cô gái đang ngâm bên trong, trên thân chỉ mặc một bộ đồ mỏng. Người phụ nữ này rất kỳ lạ, da của cô ta trong suốt, có thể nhìn thấy nội tạng, xương và mạch máu. Cô ta vẫn còn đang thở nhưng đã rất yếu rồi. Nếu không nhờ nước thuốc duy trì mạng sống thì cô ta đã rời khỏi thế gian này rồi.
Ngô Bình hơi nhíu mày, cô ta bị nguyền rủa. Tiên y diệu thủ sửng sốt, nguyền rủa. Ngô Bình bước đến bên bể, mở ra nhìn thấu vạn vật quan sát trong chốc lát nói, đúng thế, là nguyền rủa. Loại độc nguyền này rất lạ, nó sẽ dần khiến cơ thể trở nên trong suốt, làm cho thần hồn hôn mê, 3 năm sau con gái ông sẽ biến thành thủy tinh. Đến lúc đó thần hồn của cô ta sẽ thức tỉnh nhưng rồi vẫn bị mắc kẹt vĩnh viễn trong cái vỏ thủy tinh. Tiên y diệu thủ nghiến răng, rốt cuộc là ai đã nguyền rủa con gái ta? Ngô Bình, cho dù là ai thì nguyền rủa này cũng rất khó giải. Tiên y diệu thủ vội hỏi, cậu có cách sao? Ngô Bình nhìn ông ta, nể tình 5 tỷ tiền báu, tôi có thể giúp ông ra ngoài trước đi, khi nào gọi ông thì hãng vào. Tiên y diệu thủ không nói nhiều, xoay người đi ra khỏi phòng. Ngô Bình nói với Tử Phi, em canh ở ngoài cửa, không được cho bất cứ ai vào. Tử Phi gật đầu, cũng đi ra ngoài. Lúc này Ngô Bình sờ dấu ấn hoa sen đỏ trên cổ tay, thầm nói, nguyền rủa này cũng là tà lực, chắc có tác dụng nhỉ. Nói rồi anh ấn tay lên giữa trán cô gái, dấu ấn hoa sen đỏ tỏa ra ánh sáng, một nguồn sức mạnh lưu chuyển ngay giữa trán cô gái, sau đó tản ra. Trong cơ thể cô ta, một luồng sức mạnh kỳ lạ bị ép đến vùng ngực và bụng, vẫn chưa kịp tổ chức phản kháng thì đã bị ánh sáng của Ngô Bình đánh cho tan tành mây khói. Sau đó làn da của cô ta khôi phục bình thường với tốc độ mắt thường có thể thấy. Không đến 10 phút sau, cô ta đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Ngô Bình không còn hơi sức đi thưởng thức, anh gọi Tử Phi và Tiên Y Diệu Thủ vào. Khi nhìn thấy con gái đã hồi phục như ban đầu, Tiên Y Diệu Thủ mừng rỡ kêu lên, ông ta nắm lấy tay con gái, Linh Nhi, là cha đây. Ngô Bình, cơ thể cô ta vẫn còn yếu, ông cũng là Tiên Y, cứ chăm sóc cô ta vài ngày. Có lẽ sẽ tỉnh thôi. Tiên y diệu thủ cúi đầu với Ngô Bình, cảm ơn sự từ bi của cậu. Ngô Bình xua tay, không đánh thì không quen, sau này ông gặp bệnh nan y thì có thể nhờ tôi giúp đỡ. Đương nhiên, danh tiếng vẫn là của ông nhưng ông phải đưa tiền khám cho tôi. Tiên y diệu thủ, cậu còn không được. Để lại bùa ngọc liên hệ rồi Ngô Bình rời đi. Ra khỏi đại điện, Tử Phi ngạc nhiên nói, không ngờ y thuật của anh lại giỏi đến thế. Chắc còn xuất sắc hơn cả tiên y diệu thủ. Ngô Bình, bác sĩ là nghề của anh, y thuật của anh còn lợi hại hơn đan đạo. Tử Phi, ừ, anh giỏi nhất, tiếp theo anh muốn đi đâu? Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát, đến chợ đi. Mắt Tử Phi tròn xoe, đi chợ, anh là thầy luyện đan, chẳng phải đến để xem dược liệu sao? Ngô Bình, không đi xem dược liệu, trên mạng tiên, dược liệu gì cũng có, giá cũng rõ ràng hơn. Tử Phi lắc đầu, được thôi, vậy thì đi chợ. Ngô Bình đi chợ không chỉ vì anh là một người cực thích ăn, mà còn vì Ngô Mi ngày càng kén ăn, thực phẩm bình thường đã rất khó khiến cô bé hài lòng, hơn nữa, nhìn nguyên liệu thì mới biết muốn nấu món gì. Khi cả hai đến chợ rau, hai người phát hiện những nguyên liệu được bán ở đây đều là những nguyên liệu thượng hạng, chẳng hạn như gan rồng, mật phượng, chân gấu, thịt của thú dữ và móng vuốt của chim ăn thịt, gì cũng có, giá cực kỳ đắt đỏ. Ví dụ như gan rồng, thật sự là gan của rồng, dùng nó thì sẽ rất tốt cho cơ thể. Gan rồng này được bán theo từng cặp, một lạng từ 30.000 tới 100.000 tiền báu, giá càng cao, chất lượng càng tốt. Ngô Bình chọn một miếng gan rồng tốt nhất, 100.000 một lạng, nặng 185 cân, ông chủ đã bỏ số lẻ, tính tròn 185 cân, một cân là 16 lạng, tổng là 296 triệu tiền báu. Tử Phi ở một bên mặc cả. Cuối cùng mua được gan rồng này với giá 280 triệu tiền báu. Sau đó Ngô Bình lại lựa thêm 6 cái chân phượng hoàng không phải là chân gà mà là chân phượng hoàng thật, một chân nặng 100 cân, thịt của nó rất ngon. Một chân phượng hoàng được bán với giá 15 triệu tiền báu, 6 cái chân là 90 triệu. Mua xong hai thứ này, Ngô Bình lại mua thêm vài thứ khác, cuối cùng anh đã tiêu tốn hết hơn 430 triệu tiền báu chỉ để mua đồ. Ra khỏi chợ, Tử Phi hỏi, mua nhiều như vậy, anh ăn hết không? Với số gan rồng đó, thiên tiên cũng chỉ ăn vài miếng một bữa, hơn nữa phải cách mấy ngày ăn một lần, anh một lần mua cả 100 cân, chuẩn bị đón Tết sao? Ngô Bình, thiên tiên không thể ăn nhiều, anh có thể. Tử Phi lắc đầu, tùy anh, dù sao cũng là tiền của anh. Sau đó cô ấy hỏi, còn muốn đi đâu nữa? Ngô Bình, anh có thể đến chợ thiên này bất cứ lúc nào. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về đi. Tử Phi, đi đâu?
Ngô Bình, anh vừa mua được đồ ăn ngon, dĩ nhiên là phải về nấu ăn rồi. Tử Phi, vậy thì đến chỗ em sống, gan rồng đắt như thế, em cũng muốn nếm thử. Thế là hai người rời khỏi chợ Thiên, vào một tòa thành tên Ngụy Thành. Ngụy Thành có mấy chục triệu dân, cực kỳ phồn hoa, nơi này có cô của Tử Phi nên cô ấy cũng có một căn nhà ở đây. Ngụy Thành được xem là thành trì khá lớn rồi nên giá phòng không hề rẻ, muốn có một căn nhà giống như vậy ở nơi này thì phải tốn hàng chục triệu tiền báu, thậm chí có thể lên đến hàng trăm triệu tiền báu. Giá như vậy không phải là giá mà người thường có thể trả nổi nên cư dân ở Ngụy Thành đa số đều có tu vi rất cao, gia cảnh rất giàu. Nơi Tử Phi sống nằm ở vị trí tốt nhất Ngụy Thành, yên tĩnh giữa ồn ào, diện tích 8 mẫu đất, bên trong có vườn và hòn non bộ, có nước chảy, rất đẹp. Hai người đáp vào trong sân, lập tức có một quản gia bước đến cung kính nói, cô chủ, cô về rồi. Tử Phi gật đầu, quản gia Lý, đây là anh Trương Tiểu Bình, bạn của tôi, lần này đến tham gia đại hội tiên truyền. Quản gia Lý gật đầu, vâng, xin chào cậu Trương. Sau đó hỏi, cô chủ, có muốn đi báo cho bà hai biết không? Tử Phi nói, không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đến gặp cô. Mời Ngô Bình đến phòng khách. Ngô Bình hỏi nhà bếp ở đâu, anh muốn tự mình xuống bếp. Tử Phi nói, không cần em mời đầu bếp sao. Ngô Bình, đầu bếp bình thường không biết làm sao để xử lý gan rồng chân phượng, vẫn nên để anh làm thì hơn. Chẳng phải em muốn đi gặp cô em sao, anh làm một phần, em đem sang cho cô ấy thưởng thức. Tử Phi cười nói, đồ đắt như thế, sao mà thế được. Hay là làm hai phần, tiện thể cũng mang cho em họ em một phần. Đến phòng bếp, Ngô Bình lấy các nguyên liệu ra trước, sau đó cắt gan rồng thành từng miếng rồi cho vào nước luộc cùng với nguyên liệu, liên tục cho thêm các loại dược liệu vào. Tử Phi rất tò mò, cô ấy chỉ mới ăn gan rồng hai lần, cảm thấy mùi vị rất ngon nhưng chưa từng nhìn thấy người khác nấu như thế nên bèn hỏi, sao lại cho dược liệu vào. Ngô Bình, rồng cũng giống người, gan là nơi giải độc nên nơi này sẽ tích tụ độc tố, phải làm sạch nó, nếu không không chỉ ảnh hưởng đến khẩu vị mà ăn nhiều sẽ bị trúng độc. Tử Phi, hóa ra còn chú trọng như thế nữa à? Ngô Bình vừa luộc gan rồng vừa lấy chân phượng hoàng ra, cắt thành từng miếng rồi bỏ vào trong nồi đất, sau đó cho nguyên liệu vào hầm. Tử Phi, cái này cũng là giải độc sao? Ngô Bình, đây là dược thiện và tác dụng không mạnh bằng đan dược nhưng nếu chuẩn bị tốt thì công hiệu có thể không kém hơn đan dược. Chân phượng hoàng này là vũ khí của phượng hoàng, có chứa tinh hoa cả người của phượng hoàng, ăn nó có thể cường gân tráng cốt. Anh vừa nấu vừa hỏi Tử Phi, quản gia Lý lúc nãy là do cô của em sắp xếp à? Tử Phi gật đầu, em đã sống cùng cô từ nhỏ rồi, tình cảm của hai cô cháu rất tốt. Cô em là vợ hai của nhà họ Ngụy, sinh được một cô con gái, tên là Linh Phong. Căn nhà này là quà cô tặng lúc em lên 15. Ngô Bình cười nói, hình như nhà họ Ngụy này cũng có địa vị, nếu không cũng sẽ không khiến cô của cô cam tâm tình nguyện làm lẻ. Tử Phi, đúng thế. Nhà họ Ngụy đúng là rất có thế lực. Gia chủ của nhà họ Ngụy là trưởng lão giữ chức vụ trọng yếu trong Thiên Đạo môn, ngoài ra nhà họ Ngụy còn nắm quyền Ngụy quốc. Thế lực của Ngụy quốc rất lớn, kiểm soát mấy mươi nước nhỏ xung quanh và vài trăm tông môn. Ngô Bình không biết quá nhiều về Thiên Đạo môn, anh hỏi, gia chủ nhà họ Ngụy ở tu vi cảnh giới nào? Tử Phi nói, nghe cô em nói, trưởng lão Ngụy đã là bán bộ kim tiên, tu vi được xem là khá cao trong các trưởng lão then chốt. Ngô Bình, bán bộ kim tiên sao? Đúng là rất mạnh. Lúc này gan rồng sắp luộc xong rồi, Ngô Bình quan sát rồi lấy dao cắt thành miếng nhỏ, sau đó bày lên đĩa, tổng cộng có 4 đĩa. Tử Phi chép miệng, cô ấy gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy mùi vị khá tươi ngon, hơn nữa tinh khí chân long nồng đậm đi vào cơ thể khiến cô ấy cảm thấy rất dễ chịu. Cô ấy ngạc nhiên nói, gan rồng trước đây em ăn là giả sao? Sao lại không ngon bằng của anh chứ? Ngô Bình, gan rồng đã thuộc phạm vi của thuốc rồi, em bảo đầu bếp chuyên nấu ăn xử lý, dĩ nhiên đầu bếp bình thường không thể phát huy được hiệu quả thuốc của nó rồi, còn anh là thầy luyện đan, có thể phát huy toàn bộ hiệu quả thuốc và vị ngon của gan rồng. Tử Phi cầm lấy đôi đũa, gắp vài cái đã hết sạch gan rồng trong đĩa. Ăn xong, cô ấy mới nói, thôi xong, em ăn hết 3 lạng gan rồng rồi, sẽ không bị nổ mà chết chứ. Ngô Bình bật cười, bây giờ em có cảm thấy khó chịu không? Tử Phi lắc đầu, không có, hơn nữa còn muốn ăn cơ.
Ngô Bình lại đưa thêm một đĩa sang cho cô ấy, ăn đi, không sao đâu. Em nói thiên tiên chỉ có thể ăn một lạng, đó là vì độc tố chưa được làm sạch, gan rồng không xử lý tốt nên họ cũng không dám ăn quá nhiều, nếu không dễ trúng độc. Còn anh đã xử lý gan rồng rất kỹ rồi, dù em có ăn nửa cân cũng không sao, sẽ không gây hại cho cơ thể. Lúc này Tử Phi mới thở phào, vậy em không khách sáo nữa. Một lúc sau cô ấy đã xử lý sạch sẽ đĩa gan rồng thứ hai. Ngô Bình cũng không có quấy dày, chỉ là gắp một miếng thật lớn, cho vào miệng nhai, nuốt xuống có lẽ miếng này hơn ba lượng. Tử Phi trợn to mắt, anh ăn nhiều như thế không sao chứ? Dù gan rồng đã được xử lý sạch nhưng nó chứa một lượng tinh khí chân long lớn, cũng không thể hấp thụ hết chứ. Ngô Bình, không sao, anh ăn mười mấy cân sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên anh ăn một lúc hết 10 cân gan rồng, ăn xong gan rồng, chân Phượng Hoàng cũng đã xong, anh đổ vào trong bát, một người một bát. Chân Phượng Hoàng rất dai, cắn một miếng có cảm giác như ăn tôm. Tử Phi ăn vài đũa thì đã no. Có muốn ăn tiếp nhưng cơ thể đã không thể chứa thêm nhiều tinh khí Phượng Hoàng nữa. Phần còn lại Ngô Bình giữ hai bát, anh ăn phần còn lại, sau đó anh chuẩn bị thêm hai đĩa gan rồng, nhờ Tử Phi mang đến cho cô và em họ của cô ấy. Bảo người làm bỏ đồ ăn vào hộp thức ăn, Tử Phi nói, thức ăn là do anh làm, anh có thể đi cùng em đến gặp cô. Cô em rất tốt, chắc chắn sẽ thích anh. Ngô Bình, hai bên chưa từng gặp nhau, anh không đi đâu, đợi em ở đây. Tử Phi, không sao đâu, cùng đi đi. Thấy cô ấy cứ liên tục mời, Ngô Bình không thể từ chối được nữa nên cùng cô ấy đến biệt thự của nhà họ Ngụy. Tử Phi thường xuyên ra vào biệt thự của nhà họ Ngụy, những người gác cổng và tuần tra đều nhận ra cô ấy và chào đón cô ấy khi họ gặp nhau. Biệt thự nhà họ Ngụy rất lớn, sau khi bay một quãng đường nhất định trong biệt thự mới đáp xuống một sân nhỏ mới lạ. Cửa biệt thự mở ra, Tử Phi vừa định đi vào. Ngô Bình đã kéo cô ấy, trịnh trọng nói, có mùi máu, cũng có tử khí, bên trong có người chết. Tử Phi cả kinh, cô ấy cũng không nghĩ gì thêm, đã vội vàng chạy vào. Trong sân khắp nơi là thi thể người làm, những người này chết một cách kỳ lạ, trên môi đều mỉm cười, ngửa mặt ngã xuống đất, trên người không có vết sẹo. Tử Phi chạy vào sảnh lớn, trong sảnh một đôi mẹ con ngã trong vũng máu, một cô gái trạc tuổi Tử Phi, đầu bị thủng một lỗ. Não bên trong bị hút khô, còn người phụ nữ trẻ tuổi thê thảm hơn, sau lưng bị thú dữ nào đó cắn một cái lỗ, nội tạng đều bị moi hết ra, chỉ còn lại da bọc xương. Ngay cả mắt, tai và lưỡi của bà ấy cũng không còn, cả mặt bê bết máu, vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, Tử Phi khiếp sợ, sau đó cảm xúc đau buồn và phẫn nộ dâng trào, khuỵu xuống đất, đau thương khóc lớn. Ngô Bình cau mày, trong lòng có cảm giác bất an, thấp giọng nói, Tử Phi. Chúng ta phải mau chóng báo cho nhà họ Ngụy, chúng ta đừng ở chỗ này lâu. Anh còn chưa dứt lời, một đám người đã xông vào, cầm đầu là một thanh niên, hắn nhìn thấy thi thể hai mẹ con trong sảnh lớn nói, Tử Phi, cô thật ác độc, lại giết chết cô và em họ của mình. Nhà họ Ngụy muốn tiêu diệt cả nhà họ Tử cô để báo thù cho mẹ hai của tôi. Tử Phi sừng sốt, sau đó tức giận nói, Ngụy Hoành, anh nói bậy bạ, tôi vừa mới đến, trước khi tôi đến. Cô và em họ đã bị giết rồi. Người thanh niên tên Ngụy Hoành cười mỉa, tôi đang nói bậy sao? Người này chẳng phải là đồng phạm của tôi sao? Nói rồi hắn chỉ tay vào Ngô Bình. Tử Phi nổi giận quát, cậu đừng có vu oan cho người khác như vậy. Anh ấy là bạn của tôi. Ngụy Hoành cười lạnh nói, ở đây chỉ có hai người, nếu hung thủ không phải hai người thì còn ai vào đây nữa? Xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào. Dáng người ông ta cao lớn dũng mãnh, mặc đồ màu vàng, chân đi giày tím, mắt trái có hai đồng tử. Ngụy Hoành vội vàng cúi người kính chào, thưa bố. Người đàn ông trung niên kia chính là Dượng, chồng của cô của Tử Phi, tên là Ngụy Quang. Ông ta nhìn thi thể dưới đất, chân mày nhíu chặt, lạnh giọng chất vấn, hung thủ là ai? Ngụy Hoành chỉ vào Tử Phi tố cáo, thưa bố, là Tử Phi và anh ta. Ngụy Quang chợt quay ngoắt lạnh. Ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Ngô Bình và Tử Phi. Tử Phi giận dữ nói, Ngụy Hoành nói bừa đấy Dượng. Chúng cháu vừa mới tới, mọi người ở ngoài đều có thể làm chứng. Ít nhất thì cô đã chết từ 2 tiếng trước rồi. Ngụy Quang gặng hỏi, ai có thể làm chứng? Tử Phi đáp, người gác cổng, võ sư tuần tra đều có thể làm chứng cho chúng cháu.
Ngụy Quang trầm giọng nói, gọi toàn bộ người gác cổng và võ sư tuần tra tới đây. Một lát sau, một nhóm võ sư và các đệ tử làm nhiệm vụ gác cổng lần lượt đi vào, ai nấy đều cúi gằm đầu xuống. Ngụy Quang hỏi, các người thấy cô chủ tử phi đi vào lúc nào? Người gác cổng đáp, thưa tứ gia, cô chủ tử phi tới đây từ 2 tiếng trước rồi. Tử phi cả giận quát, nói vớ vẩn, rõ ràng tôi vừa mới tới, các người còn chào hỏi tôi cơ mà. Người gác cổng im lặng không đáp, chỉ quay đầu sang chỗ khác. Còn Ngụy Hoành lại đắc ý cười lạnh, Tử Phi, bây giờ chị vẫn còn không chịu thừa nhận sao? Tử Phi giận tới mức giàn giụa nước mắt, Ngô Bình vỗ vai cô ấy an ủi, em không cần giải thích. Bọn họ cố tình muốn hãm hại em, có nói gì cũng vô dụng. Tử Phi ngơ ngác hỏi ngược lại, hãm hại em sao? Ngô Bình nói, trong nhà có người chết tận 2 tiếng mà không ai phát hiện ra, làm gì có chuyện như vậy? Mấy người gác cổng và đám võ sư này đều cố tình vu oan giá họa cho em, rõ ràng là có người sắp xếp từ trước. Ngụy Quang nhìn chòng chọc vào Ngô Bình, thằng nhóc nhà mày gan lớn đấy, dám đến nhà họ Ngụy bọn tao để giết người. Người đâu, bắt nó lại cho tao. Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, kéo theo đó mà một mảng kiếm quang sắc bén hiện liên. Đám người xung quanh giật mình nhao nhao lùi lại. Sau khi kiếm quang biến mất, Ngô Bình và Tử Phi cũng mắt tăm. Vài giây sau, hai người họ xuất hiện trên đỉnh núi cách đó mấy nghìn dặm. Tử Phi trợn tròn mắt, khẽ lẩm bẩm, không lẽ người giết cô em chính là Dượng Ngụy Quang? Ngô Bình nói, cho dù không phải ông ta làm thì ông ta cũng không tránh khỏi liên quan. Tử Phi bật khóc, tại sao ông ta lại hại chết vợ mình như vậy? Anh trầm tư hồi lâu rồi chợt hỏi, Tử Phi, em còn nhớ Ngụy Hoành nói gì không? Cậu ta nói muốn diệt sạch nhà họ Tử của em. Tử Phi khiếp sợ thốt lên, không được, em phải mau báo tin cho bố em biết. Ngô Bình cũng đồng tình, tốt nhất bây giờ em hãy liên lạc với người nhà ngay đi. Tử Phi lấy một chiếc bùa đưa tin ra, dùng tiên lực khởi động nó, bố có nghe thấy con nói gì không? Thế nhưng chiếc bùa vẫn lặng ngắt như tờ, không hề có tiếng đáp lại. Tử Phi sốt sắng nói, Ngô Bình, em phải về nhà một chuyến mới được. Anh gật đầu đáp, được, anh đi cùng em. Hai người họ đi tới Tử Thành do nhà họ Tử quản lý. Bọn họ còn chưa kịp đến gần đã thấy cả tòa thành đang chìm trong biển lửa. Cả nhà cửa và người dân sống bên trong đều đã bị đốt cháy thành than đen. Ngọn lửa gần tắt hẳn, cả thành phố biến thành tro bụi. Tử Phi loạng choạng suýt ngất xỉu, cô ấy đau đớn gào thét, bố mẹ, hu hu. Lúc này có một tia thần niệm bay tới khóa chặt hai người. Ngô Bình vội vàng kéo Tử Phi dậy bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng tia thần niệm kia rất khó cắt đuôi, theo sát từng bước đi của hai người. Khi chạy vào một vùng đất hoang, Ngô Bình quyết định không chạy nữa, mà đứng yên tại chỗ lạnh lùng chờ đợi. Một bóng người thoát ẩn thoát hiện tiến tới cách bọn họ chừng 10 bước, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Giữa hai đầu lông mày của người đàn ông này có phủ văn hình ngọn lửa. Tử Phi trầm giọng chất phấp, Ngụy Tiêu, ông là người giết hại người Tử Thành phải không? Người đàn ông tên Ngụy Tiêu kia thản nhiên đáp. Lửa thiêu thiên của tôi có thể hủy diệt mọi thứ. Người nhà họ Tử đều chết cả rồi, chỉ còn một mình cô thôi. Tại sao? Tử Phi tuyệt vọng hét lớn. Tử Nguyên Giáp chết rồi, Ngụy Tiêu đáp. Tử Phi khó tin hỏi lại, ông nội tôi chết rồi sao? Ngụy Tiêu giải thích, Tử Nguyên Giáp là chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Tử, một vị chân tiên siêu mạnh. Nhưng giờ ông ta chết rồi, nhà họ Tử các cô không còn tư cách chia chác nữa. Các cô phải giao nộp lại toàn bộ lợi ích của mình. Rốt cuộc Tử Phi cũng hiểu ra, vậy nên Ngụy Quang mới giết cô và em họ của tôi sao? Ngụy Tiêu trầm giọng nói, nhà họ Ngụy phải tiêu diệt nhà họ Tử. Toàn bộ người nhà họ Tử đều phải chết, dù là cô và em họ của cô cũng không ngoại lệ. Nói tới đây, ông ta bỗng đổi giọng, cái gì nên nói tôi đều nói cả rồi. Cô hãy yên tâm lên đường đi. Bỗng có vô số phù văn hỏa diệm xuất hiện xung quanh. Chúng trôi nổi giữa không trung, tạo nên một lãnh vực hỏa diệm. Xoẹt. Một tia kiếm quang hiện lên phá vỡ lãnh vực hỏa diệm. Ngụy Tiêu còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc đã bị kiếm quang bổ làm đôi, đến cả linh đài cũng tan vỡ. Đến chết ông ta vẫn không thể nào tin nổi bản thân lại chết dưới tay một kẻ vô danh mà ông ta luôn coi thường. Sau khi lấy mạng Ngụy Tiêu, Ngô Bình thản nhiên cướp lấy nhẫn chứa đồ của ông ta.
Quả nhiên bên trong chất đầy các loại tài sản bảo vật phong phú. Không cần đoán cũng biết đây là chiến lợi phẩm ông ta vừa vơ vét từ Tử Thành. Trên gương mặt xinh đẹp của Tử Phi đã không còn nét bi thương, thay vào đó là sát khí tàn nhẫn. Nhà họ Ngụy diệt nhà họ Tử, thù này không trả thì em sẽ chết không nhắm mắt. Ngô Bình thở dài cảm thán, không ngờ nội bộ Thiên Đạo môn cũng tranh đấu khốc liệt như vậy. Tử Nguyên Giáp vừa qua đời, nhà họ Ngụy đã vội vàng chạy đến giết người cướp của. Tử Phi nói, thế lực của nhà họ Ngụy vô cùng lớn mạnh. Bọn họ đã thèm thuồng mấy quặng tiên của nhà họ Tử bọn em từ lâu. Trước kia còn có ông nội em chấn giữ nên bọn họ còn kiêng nể. Bây giờ ông nội em không còn, nhà họ Tử như cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Ngô Bình tò mò hỏi, xem ra thực lực của ông nội em rất mạnh nhỉ. Tử Phi gật đầu đáp, mặc dù cảnh giới của ông nội em không cao bằng lão tổ nhà họ Ngụy nhưng thực lực lại không hề thua kém. Chắc hẳn cái chết của ông nội em còn có ẩn tình gì khác. Tử Phi hạ quyết tâm, nhất định em sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Cô ấy nhìn sang Ngô Bình, xin lỗi, chắc là nhà họ Ngụy sẽ điều tra ra thân phận của anh. Giờ anh bị em liên lụy, e là sau này không thể có chỗ đứng trong Thiên Đạo môn được rồi. Ngô Bình đáp, chắc là nhà họ Ngụy không đến mức phái người tới giết anh luôn đâu nhỉ. Tử Phi giải thích, bọn họ sẽ không ra tay công khai, nhưng muốn lén lút hãm hại anh thì có hàng trăm cách. Anh cười lạnh nói, không sao, kẻ thù của anh nhiều lắm, nhà họ Ngụy của bọn họ không là cái thá gì hết. Tử Phi khuyên nhủ, nhất định anh phải vào được thiên vực. Chỉ cần anh đạt được lợi ích ở đó, Thiên Đạo môn sẽ cố hết sức bảo vệ cho anh. Đến lúc đấy nhà họ Ngụy không còn dám động tới anh nữa. Ngô Bắc khó hiểu hỏi, Tử Phi, Thiên Đạo môn coi trọng thiên vực tới vậy sao? Cô ấy gật đầu đáp, thực ra các công pháp của Thiên Đạo môn đều bắt nguồn từ thiên vực. Em nghe ông nội nói công pháp truyền thừa của Thiên Đạo môn không được hoàn chỉnh. Vì vậy việc đi vào thiên vực có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nếu anh đạt được truyền thừa của thiên vực thì lại càng tốt, thậm chí tương lai còn có khả năng trở thành trưởng môn đời tiếp theo. Tử Phi gật mạnh đầu đáp, nếu không có anh thì em thực sự không biết phải làm gì nữa. Sau đó cô ấy đi theo Ngô Bình đến động tiên dược tổ. Anh bảo cô ấy tu luyện ở trong động trước, còn mình thì ngày mai lại tiếp tục tham gia thi đấu. Tử Phi nhắc nhở, nhà họ Ngụy điều tra được thân phận của anh xong nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản anh giành chiến thắng trong cuộc chiến ngày mai. Anh nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình không coi ra gì, muốn ngăn cản anh không dễ như vậy đâu. Tử Phi vẫn chưa yên tâm, thế lực của nhà họ Ngụy quá lớn, tuy chưa thể một tay che trời ở Thiên Đạo môn nhưng các trưởng lão khác đều phải nể mặt kiêng dè. Cho dù về sau anh có gia nhập Thiên Đạo môn cũng khó tránh khỏi mưu kế hãm hại của bọn họ. Nếu anh muốn đứng vững trong Thiên Đạo môn thì nhất định phải giành ngôi đầu bảng, trở thành đệ tử ưu tú để được đi vào thiên vực. Đồng thời anh cũng phải lấy được thứ gì đó đáng để Thiên Đạo môn phải coi trọng. Được như vậy thì các trưởng lão nòng cốt và trưởng môn của Thiên Đạo môn đều sẽ rất coi trọng anh. Ngô Bình dò hỏi cô ấy, nếu thiên vực quan trọng như vậy thì tại sao Thiên Đạo môn không phái thêm nhiều người vào đó? Tử Phi lắc đầu đáp, đây chính là chuyện thứ hai khiến em lo lắng. Thiên vực cực kỳ nguy hiểm. Ban đầu Thiên Đạo môn đã từng phái rất đông người vào đó thăm dò, kết quả không chỉ không tìm được truyền thừa mà tất cả người được phái đi đều không có kết cục tốt đẹp. Người chết kẻ điên, một số người thì biến mất tăm, sống không thấy người chết chẳng thấy xác. Sau đó Thiên Đạo môn phát hiện chỉ có các thiên tài có vận khí phi phàm mới có cơ hội thu hoạch được lợi ích ở trong thiên vực. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể đi vào thiên vực một lần, nếu còn vào lần thứ hai thì đều sẽ không còn sống trở ra. Nghe cô ấy kể, Ngô Bình cũng thấy rợn tóc gáy, xem ra anh phải mau chóng nâng cao thực lực. Trò chuyện thêm một lúc, cảm xúc của Tử Phi lại trở nên sa sút. Ngô Bình bảo cô ấy nghỉ ngơi để ổn định tâm tình. Còn anh thì uống thánh cốt đan rồi tiếp tục tu luyện. Cực Võ nói với anh nên dùng thánh cốt đan sau khi tu luyện thành công Tráng Cốt Kinh thì mới có lợi hơn. Viên đan dược này do Đại Thánh Thượng Cổ luyện chế, trình độ luyện đan hiện giờ của anh vẫn chưa thể luyện chế ra được nó. Anh vừa mới tu luyện xong tầng thứ 5 thiên cốt của Tráng Cốt Kinh, hoàn thành điều kiện cần để hấp thu thánh cốt đan. Giây phút anh nuốt viên đan dược, một nguồn sức mạnh khổng lồ xâm nhập vào cơ thể của anh, sau đó tập hợp vào trong xương, thẩm thấu vào cốt kinh, khiến xương cốt của anh thay đổi hoàn toàn. Bấy giờ anh mới hiểu tại sao luyện xong Tráng Cốt Kinh vẫn phải uống thánh cốt đan. Nếu chỉ tu luyện mỗi Tráng Cốt Kinh thì hiệu quả đem lại vẫn chưa thực sự cao.
Thánh cốt đan mới là bước tu luyện cuối cùng, cốt kinh toàn thân thông suốt, xương cốt tiến hóa lên một mức độ cao hơn, đồng thời hòa nhập vào hệ thống năng lượng của toàn cơ thể. Năng lượng ngày một lớn mạnh, cơn đau cũng tăng thêm khiến Ngô Bình phải cắn răng chịu đựng. Sau hơn một tiếng đồng hồ, phù văn trên xương cốt của anh đã nối liền với nhau thành một thể, lan ra khắp cơ bắp và các dây thần kinh. Kết cấu của cốt tinh cũng càng thêm hoàn hảo, số lượng cũng tăng lên không ít. Lớp vỏ ngoài xương của anh không còn rõ ràng như trước mà hình thành nên một lớp áo giáp nhàn nhạt giống như vảy lân bé li ti, bao bọc ở ngoài cơ thể. Vảy lân li ti này được tạo thành từ cốt tinh, phủ một lớp phù văn dày đặc vô cùng phức tạp, được gọi là thiên lân, có nghĩa là vảy lân thiên cốt. Ngô Bình khởi động thiên lân trên người rồi dùng kiếm ý chém thử, đốm lửa tóe lên tứ tung nhưng trên da của anh chỉ bị hằn một vệt trắng mờ mờ. Anh không khỏi giật mình kinh ngạc, quá lợi hại. Không ngờ khả năng phòng ngự lại đỉnh tới vậy. Tâm trạng của anh trở nên tốt hơn hẳn, lại quyết định uống thêm một viên long lực đan. Có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này anh rất bình tĩnh đón nhận dược lực. Trong người anh lập tức xuất hiện thêm một con rồng nhỏ. Anh trầm tư hồi lâu, chuyển con rồng lần trước sang cánh tay trái, còn con lần này đặt ở cánh tay phải. Cứ thế, hai cánh tay của anh đã được tăng thêm sức mạnh của một con rồng. Tiếp đó, anh uống thêm ba viên nữa, chia cho chân trái, chân phải và trong cơ thể mỗi nơi có một con rồng, từ đó hình thành nên sức mạnh ngũ long. Thời gian trong lúc tu luyện trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày hôm sau. Tử Phi lên tiếng nhắc nhở, Ngô Bình, đến lúc thi đấu rồi. Tổng cộng có 50 người tham gia cuộc tranh tài luân phiên này. Anh phải đánh với mỗi người còn lại một trận để giành thứ hạng cao. Anh gật đầu đáp, được, anh đi ngay đây. Tử Phi nói, với tài năng của anh chắc là sẽ dễ dàng đạt được hạng nhất thôi. Nhưng em nghe nói trong số các ứng cử viên tham gia lần này có hai thiên tài đến từ tiên giới. Anh phải chú ý cẩn thận, còn phải đề phòng nhà họ Ngụy dở trò nữa. Ngô Bình đáp lại chắc nịch, yên tâm đi. Sau khi ra khỏi Long Hổ tiên cảnh, Ngô Bình thay đổi gương mặt rồi đi về phía Thiên Đạo Môn. Trên đường đi rất yên bình, khi anh tới nơi, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu. Lúc này anh đã khôi phục vẻ bề ngoài của Trương Tiểu Bình. Đấu trường hình tròn có diện tích chừng 100 mẫu đất, xung quanh xếp đầy chỗ ngồi theo từng cấp, thành hình cái phễu. Ngô Bình vừa tới đã cảm nhận được hơn 10 ánh mắt thù địch quét qua người mình. Anh nhìn quanh một lượt, phát hiện những ánh mắt chứa đầy sát khí ấy chủ yếu đến từ các tu sĩ dự thi. Trên hàng thứ 6 đều là người của nhà họ Ngụy, trong đó có cả Ngụy Quang, Ngụy Hoành. Ngụy Hoành đề nghị, bố đừng để hắn ta chạy mất. Chắc chắn hắn ta biết Tử Phi đang trốn ở đâu. Hơn nữa, cái chết của chú Thập Thất cũng có liên quan tới hắn ta. Ngụy Quang lạnh lùng nói, cho dù có phải nó làm hay không, hôm nay nó buộc phải chết. Người ngồi bên cạnh ông ta lên tiếng, chú Tư, hôm nay nhất định phải xử lý xong chuyện này, không được để kéo dài thêm nữa. Lão Tổ bắt đầu thấy không vui với chú rồi đấy. Ngụy Quang khẳng định, anh cả yên tâm. Chắc chắn lần này sẽ không có vấn đề gì. Ngay sau đó, một trưởng lão bước lên sân đấu nói với 50 tu sĩ dự thi đang có mặt, mọi người tự lựa chọn người khiêu chiến, mỗi trận thắng được 2 điểm, trận hòa được 1 điểm, thua trận không được điểm. Đánh bại được người nào thì sẽ chiếm được điểm tích lũy của người đó. Những người trong top 10 sẽ được thưởng hậu hĩnh. Dứt lời, ông ta vung tay ra hiệu, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Cuộc thi đấu này hầu như không có quy tắc gì. Nói là đấu luân phiên một đấu một nhưng cũng chẳng có sàn đấu riêng. Thoát cái đã có người lao sang bên cạnh, lựa chọn mục tiêu có thực lực yếu hơn mình. Cuộc chiến đã bắt đầu, có người xông về phía Ngô Bình, quanh người tràn đầy khí độc màu xanh đậm, hai mắt trắng dã trông hơi kỳ dị. Răng rắc, hắn ta vung tay đánh bay hết những người cản đường mình, khiến họ chết ngay tại chỗ, xương cốt vỡ nát. Thực lực của hắn ta nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người. Trời ạ, người đó là thi tu, hơn nữa thực lực còn tương đương cấp thiên thi. Không chỉ là thi tu thôi đâu, khói độc trên người hắn rất khủng bố, thiên tiên bị dính vào dù chỉ một chút cũng phải bỏ mạng. Không ngờ loại tu sĩ tà độc này cũng dám tham gia đại hội tiên truyền của Thiên Đạo Môn, đúng là chuyện lạ nghìn năm có một. Hừ, bình thường trường hợp này đều là vì có người muốn mượn tay diệt trừ thí sinh nào đó. Ngụy Quang thấy thi tu bắt đầu ra tay. Đắc ý nói, thực lực của gã thi tu này đủ để đánh chết hư tiên. Hơn nữa gã ta có thể chất mạnh mẽ vô cùng, đến cả tôi cũng không đánh chết được. Có gã ta ở đây,
Trương Tiểu Bình không sống nổi đâu. Gã thi tu xông tới, Ngô Bình lập tức nheo mắt lại. Anh không hề tránh né, cũng không chút sợ sệt khói độc của đối phương, ngược lại còn tự tin nghênh đón. Thi tu tung nắm tay ra đòn, anh nghiêng người lướt qua lưng gã ta, tung trưởng về phía cổ đối phương. Nào ngờ thể chất của thi tu quá mạnh, đòn tấn công của anh bị bắn ngược trở lại. Gã ta quay lại phản kích. Ầm. Đòn đánh của hai người va chạm với nhau một cái. Thi tu tức thì lùi lại hai bước, vẻ mặt khiếp sợ. Ngô Bình vẫn đứng yên tại chỗ nhưng cũng phải nhíu mày, thầm cảm thán gã thi tu này mạnh thật. Chết đi. Thi tu phát điên gào thét rồi lại lao về phía anh. Cuồng lôi. Trong tay trái của Ngô Bình xuất hiện một phù ấn. Anh tung trưởng đánh vào ngực gã thi tu kia. Sức mạnh sấm sét phóng ra từ lòng bàn tay anh. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, gã thi tu bị đánh bay ra mấy trăm mét. Đây chính là phù ấn cuồng lôi do anh tu luyện ra. Phù ấn là thứ tích trữ năng lượng, đợi giây phút quan trọng sẽ giải phóng ra làm đòn chí mạng tiêu diệt kẻ thù. Sấm sét vốn là khắc tinh của thi tu. Phù ấn cuồng lôi do Ngô Bình luyện ra còn có sức mạnh khủng bố hơn cả. Gã thi tu bị đánh nát một cánh tay, sức mạnh cũng giảm đi phần lớn. Ngô Bình nhảy lên không trung rồi dẫm lên bụng thi tu. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, anh đánh ra ý nghĩa chân ấn và ý nghĩa ly đoạn. Dưới gót chân của anh, cơ thể của thi tu bị đánh tan thành 4-5 mảnh, chết tươi tại chỗ. Sân đấu chìm vào tĩnh lặng, đám người xung quanh nhao nhao lùi lại, vẻ mặt khiếp sợ. Không ngờ thiên thi đáng sợ như vậy lại bị giết chỉ trong chớp mắt. Mặt mũi Ngụy Quang tối sầm. Rõ ràng cái gã thi tu chết tiệt này đã cam đoan chắc chắn thủ tiêu được Trương Tiểu Bình rồi cơ mà. Tại sao lại thất bại như vậy? Người đàn ông ngồi cạnh ông ta lên tiếng, xem ra thằng nhóc này mạnh đấy. Không thể để cậu ta lọt vào top 3 đầu bảng, nếu không sẽ càng khó ra tay hơn. Ngụy Quang đáp lại, anh cả đừng lo. Kế hoạch của em vô cùng chặt chẽ, không có sơ hở gì đâu. Sau khi đánh chết thi tu, Ngô Bình thấy thẻ tên của mình sáng lên một cái. Trên đó ghi số 8. Con số này bao gồm 2 điểm đạt được do đánh bại thi tu và 6 điểm cướp được từ điểm của thi tu. Một người đàn ông áo đen đi tới, bình thản thông báo, phong linh vi của thần thổ thông thiên. Có người trả giá 1 tỷ để lấy mạng của mày. Tuy số tiền này không lớn nhưng nếu có thể tiện tay kiếm được thì tao ngại gì từ chối. Ngô Bình nhìn hắn ta khiêu khích, thằng ngu tới từ thần thổ thông thiên, cứ chờ bị tao đánh chết đi. Phong linh vi khá bất ngờ. Bình thường những người khác nghe thấy hắn ta nói mình là thiên tài đến từ thần thổ thông thiên đều tỏ ra e ngại. Vậy mà người trước mặt lại không hề kiêng dè, thậm chí thái độ còn rất ngông cuồng. Chẳng lẽ thực lực của đối phương mạnh tới vậy sao? Mặc dù Ngô Bình vừa đánh bại cao thủ cấp thiên thi, nhưng đối với Phong Linh Vi mà nói thì chuyện này không là gì cả. Hắn ta cũng có thể đánh bại được, thậm chí còn làm tốt hơn nhiều. Tao thích nhất là loại người như mày, ban đầu cứng miệng lắm. Đến lúc sắp bị tao kết liễu mới hoảng sợ xin tha, vẻ mặt tuyệt vọng ấy rất thú vị. Nếu tâm tạng tao tốt thì có lẽ sẽ không giết mày đâu. Ngô Bình bật cười đáp, chờ đến khi mày đánh bại được tao rồi hẵng nói mấy lời nhảm nhí này đi. Phong Linh Vi nhấc chân phải lên dẫm xuống một cái thật nhẹ. Ngô Bình lập tức cảm thấy không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, bản thân bị đẩy vào một chiều không gian kỳ quái tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Bên tai anh vang lên giọng nói của Phong Linh Vi, vang dội từ 4 phương 8 hướng. Đây là tuyệt học của nhà họ Phong bọn tao, tên là Tuyệt Vực Hắc Thiên. Bọn tao dùng sức mạnh của thần Hắc Thiên tạo nên nơi này, có thể giết chết bất cứ sinh mệnh nào. Danh con mày vừa mạnh miệng như vậy, hy vọng là mày có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Nghe hắn ta nhắc tới thần Hắc Thiên, Ngô Bình mỉm cười châm chọc, thì ra là sức mạnh của thần Hắc Thiên. Không tồi, thú vị đấy. Anh đeo mặt nạ Hắc Thiên lên mặt rồi ung dung gọi, thần Hắc Thiên. Giữa đêm tối, bóng dáng của thần Hắc Thiên dần hiện ra, lâu không thấy ngươi liên hệ với ta. Hạ giới khôi phục linh khí xong rồi, bao giờ mới giúp ta hóa thân? Anh đáp, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành sớm thôi. Thần Hắc Thiên, có người dùng sức mạnh của ngươi tạo ra tuyệt vực Hắc Thiên gì đó. Thần Hắc Thiên suy tư hồi lâu rồi nói, nhiều năm trước ta từng ban thần lực Hắc Thiên cho một tín đồ. Thần lực ấy hòa vào trong huyết mạch của người đó nên con cháu đời sau vẫn có thể mượn dùng sức mạnh của ta. Ngô Bình cảm thán, có vẻ tuyệt vực Hắc Thiên này không dễ phá giải đâu. Thần Hắc Thiên đề nghị, ta sẽ tặng ngươi một chiếc thần phù.
Người hấp thụ thần phù xong thì sẽ nuốt được thần lực hắc thiên của người kia. Hắn vừa dứt lời, một tia sáng màu xanh lam chiếu xuống. Ngay sau đó, trong tay Ngô Bình xuất hiện thêm một phù ấn màu tím nhạt. Phù ấn thẩm thấu vào da thịt di chuyển tới trái tim. Phù ấn này phát ra ánh sáng nhàn nhạt, năng lượng bên trong tuyệt vực hắc thiên không ngừng tràn vào cơ thể của anh rồi bị thần phù kia hấp thu toàn bộ. Ngụy Quang ngồi trên ghế thấy thế thì mỉm cười đắc ý, hắn ta là Phong Linh Vi đến từ Hắc Thiên Tông của thần Thổ Thông Thiên. Đến cả tôi cũng không chống lại được tuyệt vực Hắc Thiên của hắn ta. Lần này Trương Tiểu Bình chết chắc rồi. Người đàn ông bên cạnh gật đầu hài lòng, vậy thì tốt. Đột nhiên Phong Linh Vi đứng giữa sân đấu giật bắn người thốt lên, mày đang hấp thụ thần lực Hắc Thiên của tao sao? Hắn ta liều mạng thu hồi tuyệt vực hắc thiên nhưng thần lực trên người hắn liên tục bị hút ra khỏi cơ thể như con rắn bị nắm đuôi. Ngay khi thần lực của hắn tiêu hao mất một nửa, hắn hoảng loạn hét lên, xin người anh em hãy nương tay. Thần lực hắc thiên là gốc rễ tu vi trên người hắn ta. Nếu mất đi thần lực, tu vi của hắn ta sẽ rớt thẳng xuống cảnh giới nhân tiên, thậm chí còn thấp hơn cả cảnh giới ấy. Ngô Bình lạnh lùng nói, mày muốn lấy mạng tao còn gì? Còn định bắt tao xin tha cơ mà. Phong Linh Vi gào ầm lên, người anh em tha mạng. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên tham số tiền 1 tỷ kia. Ngô Bình đáp, được, vậy mày nói to lên cho mọi người biết, ai là người muốn hãm hại tao. Nhất định phải nói cho rõ ràng. Phong Linh Vi nói lớn tiếng, Ngụy Quang của nhà họ Ngụy ở Thiên Đạo Môn ra giá 1 tỷ tiền báu thuê tôi giết anh Trương Tiểu Bình. Ngô Bình hài lòng ra lệnh, được rồi. Lặp lại lần nữa. Phong Linh Vi cuống quýt hét ầm lên, Ngụy Quang nhà họ Ngụy của Thiên Đạo Môn thuê tôi giết anh Trương Tiểu Bình với giá 1 tỷ. Ngô Bình bắt hắn ta nhắc đi nhắc lại đủ 5 lần. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ nhà họ Ngụy lại muốn tiêu diệt Trương Tiểu Bình. Ngụy Quang sa sầm mặt, vừa giận vừa sợ, người bên cạnh ông ta cũng nổi giận trách móc, chuyện này bung bét hết rồi. Tốt nhất chú hãy giải quyết cho sạch sẽ, nói rồi ông ta vung tay bỏ đi. Bấy giờ Ngô Bình mới chịu dừng tay, thế nhưng thần lực hắc thiên của Phong Linh Vi đã bị anh rút mất 6 phần 10, có thể nói là tổn thất nặng nề. Phong Linh Vi mặt mũi trắng bệch loạng choạng đứng không vững, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối. Chậm thêm một chút nữa thôi, chắc chắn hắn ta sẽ không thể sống sót qua ngày hôm nay. Đến cả thiên tài Phong Linh Vi của thần Thổ Thông Thiên cũng bị đánh bại. Điều này khiến mọi người cực kỳ khiếp sợ, không còn ai dám chủ động tới khiêu chiến anh. Thế nhưng vẫn có một người đàn ông trẻ luôn tay lăm lăm thanh đao chậm rãi đi về phía anh. Có người thấy thế khiếp sợ thốt lên, là Ma Đao Đinh Âm. Nghe nói Ma Đao Đinh Âm là đệ tử của Đao Ma, đao pháp nhập ma, uy lực cực kỳ khủng bố. Tuy hắn ta chỉ mới đạt cảnh giới bất tử nhưng đã từng giết hại 3 cao thủ thiên tiên, 1 vị thần tiên. Cái gì, một địa tiên lại giết được thần tiên sao? Đúng vậy, hắn ta rất đáng sợ. Nhưng ma đao này có một khuyết điểm, chính là khó khống chế. Giống như đao ma trước kia khi nổi điên đã ra tay giết sạch 105 người nhà mình. Đến khi hắn ta lấy lại được tỉnh táo, thấy xung quanh toàn thi thể người thân, cuối cùng vung đao tự sát để tả tội với người nhà. Mọi người không khỏi cảm khái, không biết tu luyện ma đao là phúc hay họa. Kỳ lạ thật, tại sao nhà họ Ngụy lại muốn lấy mạng Trương Tiểu Bình, có người tò mò hỏi. Thiên Đạo Môn xảy ra chuyện lớn như vậy mà không ai biết gì sao? Tử Nguyên Giáp chết rồi, nhà họ Tử không còn chỗ dựa nên bị nhà họ Ngụy tìm cớ tiêu diệt, cướp đoạt toàn bộ lợi ích về tay mình. Trương Tiểu Bình là người do Tử Phi dẫn tới, tất nhiên nhà họ Ngụy không muốn cậu ta vào được top cao. Nhà họ Ngụy làm vậy quá ngu xuẩn, cho dù là người Tử Phi dẫn tới cũng chưa chắc đã trở thành kẻ thù với bọn họ. Không hiểu sao, nhà họ Ngụy có thế lực lớn như vậy. Đương nhiên sẽ không để lại tai họa ngầm, nhất định phải diệt được Trương Tiểu Bình. Nhưng mà anh chàng họ Trương này cũng không đơn giản đâu, vừa giết được Thiên Thi, lại đánh bại cả Phong Linh Vi. Chậc chậc, lần này có trò hay để xem rồi, cẩn thận nhà họ Ngụy còn phải phái cả Ngụy Vô Thượng ra tay nữa đấy. Đám người nghe thấy thế đều giật mình kinh hãi hỏi, chính là Ngụy Vô Thượng bế quan suốt bao năm qua được nhà họ Ngụy coi là tương lai của cả gia tộc sao? Không sai, với tình hình hiện giờ, nhà họ Ngụy lại càng không có lý do tha mạng cho Trương Tiểu Bình. Mà muốn lấy mạng cậu ta chắc chắn phải nhờ đến thực lực của Ngụy Vô Thượng. Thực lực của Ngụy Vô Thượng rất khủng khiếp. Nếu người đó thực sự ra tay, e là Trương Tiểu Bình sẽ gặp nguy hiểm,
chắc gì anh Trương kia đã đánh thắng được Ma Đao. Trong khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, Ma Đao Đinh Âm đã đi tới trước mặt Ngô Bình, lạnh lùng cất giọng khiêu chiến, tôi phải giết anh. Anh thản nhiên đáp, tôi nhìn ra rồi, nguyên thần của anh bị ma khí quấn quanh, anh sẽ tẩu hỏa nhập ma trước khi đạt tới cảnh giới thiên tiên. Đinh Âm cười lạnh nói, vậy thì đã sao, ít nhất thì ở cảnh giới hiện tại, tôi là người mạnh nhất. Mạnh nhất, Ngô Bình bật cười châm chọc, anh đề cao bản thân quá rồi đấy. Đinh Âm quả quyết, ba chiêu, trong vòng ba chiêu tôi sẽ lấy đầu của anh. Ngô Bình cũng không chịu thua kém, một chiêu đủ để tôi đánh anh tàn phế rồi. Không gian xung quanh anh bỗng xuất hiện một màn xương màu đen ma quái. Đinh Âm ở bên trong bất chợt vung đao chém về phía đầu anh, động tác nhanh như tia chớp, tàn nhẫn như sói hoang, không để lại chút dấu vết nào. Răng rắc. Đinh Âm mới chém ra nửa chiêu đã bị Ngô Bình tóm lấy cổ tay ngăn lại. Anh dùng sức lắc một cái, hai con rồng nhỏ trên cánh tay anh bắt đầu bộc phát, khiến cho Đinh Âm không thể khống chế nổi cơ thể mình. Hắn ta cảm thấy trời đất như quay cuồng, cả người ngã lăn ra đất. Phụt. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ nát. Khả năng kiểm soát sức mạnh của Ngô Bình đã đạt tới đỉnh cao. Giờ đây anh đã sở hữu thiên cốt nên hiểu rất rõ về các đặc điểm của xương, muốn đánh nát xương người khác dễ như trở bàn tay. Sau khi màn xương đen biến mất, anh phủi tay dặn dò, về dưỡng thương cho tốt, đừng có động tới tôi nữa. Nếu còn lần sau, tôi sẽ đánh chết anh. Sắc mặt của Ma Đao Đinh Âm trở nên khó coi. Hắn ta bị người lặng lẽ khiêng đi. Bấy giờ, con số trên thẻ tên của Ngô Bình đổi thành 12, có nghĩa là anh đã đạt được 12 điểm. Ngụy Hoành ngồi trên ghế thấy vậy hốt hoảng nói, bố ơi, cái gã Trương Tiểu Bình này mạnh quá, đến cả Đinh Âm cũng không phải đối thủ. Hay là chúng ta mời Ngụy Vô Thượng ra tay đi. Ngụy Vô Thượng là thiên tài nhà họ Ngụy, hiện giờ còn đang bế quan tu luyện. Đến cả lão tổ nhà họ Ngụy cũng cực kỳ coi trọng người này. Ngụy Quang Sa sầm mặt từ chối, không phải bất đắc dĩ thì không được làm phiền đến Vô Thượng. Ngụy Hoành, không lẽ bỏ qua cho anh ta sao? Ngụy Quang nhắm mắt suy ngẫm hồi lâu rồi mở choàng mắt, tung chút tin đồn đi. Vô Thượng sẽ tự tìm tới nó. Ngụy Hoành giật mình hỏi, ý của bố là Ngụy Vô Thượng muốn cướp đi vận khí của anh ta sao? Ngụy Quang nói đầy ẩn ý, vậy thì có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới chúng ta. Ngụy Hoành bội phục cảm thán, bố suy nghĩ thật chu đáo. Để con đi làm ngay. Ngụy Quang lên tiếng dặn dò, nhớ phải giả vờ vô ý để lộ tin tức. Vâng. Ngụy Hoành rời khỏi ghế ngồi. Cuộc chiến dưới sân đấu vẫn đang tiếp diễn. Số người tham gia từ 50 giảm xuống còn 29, những người còn lại không chết thì cũng bị thương nặng. Bên trong một căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Ngụy có một luồng khí tức khủng khiếp phóng ra, khiến mọi người ở trong đều phải giật mình dừng bước. Ngay sau đó, một giọng nói vang dội vang lên, vậy sao? Có thiên tài xuất hiện hả? Tốt lắm, giết đi là tôi có thể cướp được vận khí của người đó. Một bóng xám bay lướt ngang chân trời, hướng thẳng về phía nơi đang diễn ra trận chiến luân phiên. Vài giây sau, một tia sáng màu xám chiếu xuống giữa sân. Một chàng trai khoảng 20 tuổi bất chợt hiện ra, ánh mắt sắc bén như chim ưng, bắp tay to khỏe, trên người mặc một bộ trường bào màu xám. Thấy vậy, Ngụy Quang lập tức nở nụ cười vui mừng, bởi vì ông ta biết người tới chính là Ngụy Vô Thượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.